Sư phụ tôi là thần tiên, Dương Bách Xuyên. Tập 28. Chào môn chủ. Không cần khách sáo, tôi tới tìm ông là chuyện ông luyện chế đan bồi nguyên, chuyện sau khi đại đội võ cổ chắc là ông cũng biết, các gia tộc lớn đều tìm đến tôi xin đan dược, mà gần đây tôi lại bộn bề nhiều việc. Dù sao trong tương lai ông cũng là luyện đan sư của Vân Môn, mới đây tôi cũng đã cùng ông thảo luận nhiều tri thức về đan dược, chắc ông cũng đã nghiên cứu kỹ hết rồi. Vậy nên hôm nay để tôi đem phương thuốc dân gian luyện chế được đan bồi nguyên để cho ông luyện chế. Mặt khác, hiện tại tu vi của ông cũng là luyện khí kỳ tầng thứ 7 đúng không? Ly hỏa quyết hẳn là ông có thể thi triển được đúng chứ? Lần gặp mặt trước, Dương Bách Xuyên đều tặng cho mỗi người bọn họ một đan bồi nguyên giúp bọn họ tăng tiến tu vi. Vậy nên Phương Mãnh cũng là nhờ có đan dược phụ trợ mới đạt được tu vi luyện lý kỳ tầng 7, lại không ngừng chuyển hóa nội lực của ông ta thành chân khí. Không mấy mà nói, có thể giúp ông ta tăng trưởng tu vi trong tương lai. Hơn nữa bí quyết ly hỏa được xem như là pháp thuật trụ cột, tu tập đến luyện khí kỳ tầng thứ 6 thì có thể tu luyện được ly hỏa quyết, chỉ cần có chân hỏa thì có thể luyện được đan dược. Nhận được hồng phúc của môn chủ, chân hỏa của tôi đã có thể thi triển được rồi. Nói xong, trên tay Phương Mãnh xuất hiện một ngọn lửa. Dương Bách Xuyên thấy được ngọn lửa từ bàn tay của Phương Mãnh. Tuy rằng so với uy lực của anh thì có chỗ còn kém hơn, nhưng nếu để dùng để luyện chế đan bồi nguyên thì thế này cũng đã đủ rồi. Dương Bách Xuyên thấy như vậy đối với Phương Mãnh rất hài lòng, tốt, tôi sẽ đem phương pháp luyện chế đan bồi nguyên cho ông, dược liệu dùng để luyện chế tôi cũng đã chuẩn bị 3 phần. Bây giờ ông cứ thử luyện tập trước, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi. Xin cảm ơn tiên sinh. Phương Mãnh vui vẻ trong lòng. Cuối cùng thì Dương Bách Xuyên cũng để cho ông ta luyện chế đan dược. Chờ đến khi Dương Bách Xuyên viết xong đơn thuốc của đan bồi nguyên, hơn nữa cũng giải thích cặn kẽ chi tiết những điểm cần chú ý khi luyện chế, hai người đã nói chuyện rất lâu. Một người hỏi một người đáp, chờ quá 3 giờ đồng hồ mới chấm dứt. Chờ đến khi Phương Mãnh gấp đến độ không thể từ biệt để đi luyện chế đan dược, đi xuống mật thất ngầm đã được Dương Bách Xuyên chuẩn bị đan lô và dược thảo dự bị. Lại mang theo không gian bình hồ lô càn khôn lấy ra 3 phần dược thảo mà Dương Bách Xuyên đã giao cho ông ta. Sau khi Phương Mãnh rời đi, Dương Bách Xuyên đi đến chỗ mật thất khác, lấy ra gấu yêu đã bị giết chết ở đạo tràng Vu Hàm ra, sau đó bảo độc cô hối gọi Lục Tuyết Hy đến. Lục Tuyết Hy vừa đến đã thấy được thi thể khổng lồ của gấu yêu, cô ta kinh ngạc nói lớn. Tiên sinh, đây chính là gấu yêu sao? Cô ta là người tu chân sơn hải giới. Cũng đã trải nghiệm nhiều hơn người khác, nhìn qua một lần cũng đã nhận ra đây không phải dã thú bình thường mà chính là gấu yêu. Dương Bách Xuyên cười ha hả rồi nói, không tệ, đây chính là gấu yêu. À đúng rồi, ở Sơn Hải giới chắc là có nhiều yêu thú còn sống nhỉ. Đúng là như vậy, hơn nữa yêu thú ở Sơn Hải giới rất mạnh, còn có một số con yêu thú có thực lực có thể sánh ngang với cường giả kỳ kim đan. Lục Tuyết Hy mỉm cười nói. Đôi mắt của Dương Bách Xuyên ánh lên sự hào hứng, sau này có cơ hội tôi sẽ đến tìm hiểu một chút kiến thức ở Sơn Hải giới, giờ tôi tìm cô cũng có một số chuyện để hỏi, gia thú của gấu yêu này có thể dùng để luyện chế phù chú được hay không? Ví dụ như một số phù chú phòng ngự gì đó. Tiên sinh, ngài muốn bảo chị em chúng tôi luyện chế phù chú hay sao? Lục Tuyết Hy hỏi. Đúng vậy, tôi phát hiện ra phù chú là một công cụ rất tốt. Phù chú lần trước cướp được từ trong tay của hai chị em cô, khụ khụ, là hai phù chú mà tôi mượn từ hai cô ở mật thất đã phát huy thực lực rất lớn. Hơn nữa ở đạo tràng Vu Hàm ta cũng đã gặp qua địa tâm lão tổ thi triển thuật sử dụng phù chú, quả thật là vũ khí rất tốt, thế nào, hai cô có thể luyện chế hay không? Dương Bách Xuyên chờ mong hỏi. Lục Tuyết Hy cũng không so đo với Dương Bách Xuyên chuyện lần trước anh vơ vét hết tài sản và phù chú của hai chị em cô ta nhìn thi thể của gấu yêu rồi nói. Quả thực mà nói thì chúng tôi làm được, nhưng mà hiện tại không phải là lúc mà tu vi của hai chị em tôi sung mãn nhất. Hơn nữa gấu yêu này tuy nói là yêu thú nhưng so sánh với những yêu tu ở Sơn Hải giới, thì cũng chỉ tính là yêu tu sơ cấp, cấp bậc không cao. Vậy nên nếu luyện chế thì cũng chỉ là phù chú cấp thấp nhất nhất phẩm, phù chú cao nhất là cửu phẩm, cấp bậc càng cao thì uy lực và công hiệu càng mạnh, nhưng chuyện này cũng đòi hỏi tu vi người luyện chế phải mạnh tương đương. Nếu lấy tu vi của hai chị em chúng tôi, chỉ có thể luyện ra được phù chú nhất phẩm tăng tốc, còn nếu hai chị em chúng tôi song hồn hợp lực lại, phù chú phòng ngự có thể luyện chế được cấp bậc nhị phẩm. Lục Tuyết Hy giải thích.
nhất phẩm và nhị phẩm công hiệu như thế nào, cô nói rõ một chút đi. Hiểu biết của Dương Bách Xuyên đối với phù chú cũng không nhiều. Để nói cụ thể thì, phù chú nhất phẩm tăng tốc chỉ có thể tăng tốc độ lên gấp đôi, hơn nữa thời gian cũng chỉ kéo dài được 3 chung trà, sau khi mất đi hiệu lực, hai phần được tăng tốc sẽ khiến bản thân chịu lại sự mệt mỏi của thân thể, tốc độ cũng chậm đi gấp đôi, thời gian kéo dài cũng kéo dài gấp đôi, tận sau chung trà. Phù chú phòng ngự sơ cấp nhị phẩm, có thể phòng ngự được một kích của trúc cơ kỳ tầng 1, còn lại nếu uy lực cao hơn thì không thể. Nhưng mà phù chú nhị phẩm này nếu gặp phải công kích của luyện khí kỳ uy lực thấp hơn thì có thể kháng được nhiều lần công kích, cấp bậc thì cũng chỉ tương đương với phù chú tăng tốc. Lấy thực lực của hai chị em chúng tôi, luyện chế một mình thì chỉ có thể luyện ra được phù chú nhất phẩm, còn nếu song hồn hợp lực thì cố gắng làm cũng chỉ luyện được phù chú sơ cấp nhị phẩm, nhưng mà cấp bậc của gấu yêu lại không đủ, dù thế nào cũng chỉ có thể luyện ra phù chú nhất phẩm. Nếu được thì có thể luyện chế ra phù chú nhất phẩm thượng đẳng tăng tốc và phù chú nhất phẩm thượng đẳng phòng ngự. Lục Tuyết Hy giải thích cặn kẽ, Dương Bách Xuyên mặc dù có chút thất vọng, nhưng dù sao thứ anh giết được cũng chỉ là gấu yêu cấp bậc thấp, không đủ để luyện chế ra phù chú nhị phẩm, vậy nên cũng không có biện pháp nào khác. Anh nhìn Lục Tuyết Hy rồi nói, nhất phẩm thì nhất phẩm, vất vả hai cô luyện chế phù chú rồi, luyện chế được là đã tốt lắm rồi, coi như là đồ dự trữ cho vân môn của chúng ta. Nhất là phù chú tăng tốc, phù chú này ở thời khắc mấu chốt có thể cứu mệnh. Đúng rồi, một con gấu yêu như vậy thì có thể luyện chế được mấy chục tấm phù chú nhỉ? Mấy chục cái á, tiên sinh, ngài đúng là một chút hiểu biết đối với phù chú cũng không biết, đừng nhìn ra lông khổng lồ của con gấu yêu này mà tưởng lầm, trên thực tế là không nhiều, với một con gấu yêu như này, luyện chế được 10 tấm phù chú đã là cực hạn rồi, hơn nữa đối với việc hai chị em chúng tôi song hồn hợp lực luyện chế. Còn nếu chúng tôi tách riêng ra mỗi người tự luyện, 5 tấm thành công cũng là xác suất rất cao rồi. Luyện chế phù chú khác với luyện chế đan dược hay chế tạo vũ khí, xác suất thất bại rất cao, phù chú luyện chế ra được nhiều đều dựa vào tinh thần lực và thao tác luyện chế của phù chú sư, chỉ một sơ suất nho nhỏ cũng sẽ dễ dàng dẫn đến thất bại. Ở Sơn Hải giới, hai chị em chúng tôi luyện phù chú có thể được xem như là cấp bậc tông sư, chuyện hao tổn là rất nhỏ, đối với những phù chú sư khác. Chỉ với một con gấu yêu này, nếu có thể luyện chế ra 3 tấm phù chú cũng tính là thu hoạch rất lớn rồi. Lục Tuyết Hy nhìn Dương Bách Xuyên với ánh mắt như nhìn một tên ngốc, chẳng trách. Khụ khụ, Dương Bách Xuyên xấu hổ, anh đúng là suy nghĩ nông cạn, vốn có thể cho rằng luyện chế được mấy chục tấm phù chú là quá ít, bây giờ thì mới biết xác suất luyện chế ra phù chú là quá thấp. 10 tấm phù chú cũng cần phải hai chị em nhà họ Lục song hồn hợp lực mới có thể thành công. Được rồi, 10 tấm thì 10 tấm vậy, quý tinh bất quý đa, chúng ta chỉ nên lấy ít mà tinh là được đúng không? Dương Bách Xuyên nói với hai chị em nhà họ Lục. Được, tiên sinh yên tâm, tôi và chị gái sẽ cố gắng hết sức, nếu được nhiều hơn sẽ cố gắng, tuyệt đối sẽ không lãng phí tài liệu. Lần nói chuyện này chính là cô em gái Lục Vũ Thư, hai chị em cô dùng chung một thân thể, có thể thay đổi người nói chuyện liên tục, cũng có đôi khi cảm thấy không quen. Nói rõ ràng một hồi, Dương Bách Xuyên rời khỏi mật thất, đi lên phía trên bảo Vương Tông Nhân xuống hỗ trợ hai chị em nhà họ Lục, một con gấu yêu lớn như vậy, dù sao cũng phải lột được ra xuống mới có thể luyện chế được phù chú. Còn anh đi chuẩn bị chuyển tiền cho Lưu Tích Kỳ, công ty bây giờ mở rộng nên chuyện tài chính càng khẩn trương, ở trong không gian càn khôn còn hơn mấy chục viên nguyên thạch, mỗi viên như vậy đều có ngọc ở bên trong, cũng tính là một khoản tiền lớn. Trước khi đi, anh còn bảo rằng, Khưu Vân, buổi tối bảo Dương San San khi trở về từ trường học, mọi người ở trong nhà chuẩn bị cơm tối, đợi lát nữa tìm tông nhân lấy thịt rồi thông báo cho tất cả mọi người quay lại đây, thịt nhiều như vậy chắc sẽ không ăn hết. Tôi hiểu rồi thưa tiên sinh, Khưu Vân còn chưa biết ở gian mật thất ngầm có thịt gấu yêu, cô chỉ hơi thắc mắc rồi đáp ứng với anh, bây giờ cô chính là đầu bếp chính của biệt thự, nghe nói là lúc ở căn cứ đào tạo sát thủ, chuyên môn của cô chính là nấu ăn. Đều là vì để chuẩn bị hóa thân thành nhiều thân phận khác nhau, chứ thật ra Khưu Vân có rất nhiều kỹ năng khác nhau. Chuyện công ty Vân Kỳ, Dương Bách Xuyên hoàn toàn mặc kệ, bởi vì gần đây anh không có thời gian, thứ hai cũng do anh không có hứng thú, vì thế Lưu Thích Kỳ rất oán giận chuyện này, nhiều lần phàn nàn muốn anh nếu không có việc gì bận thì đến công ty làm việc. Dương Bách Xuyên cũng nhớ rõ số lần anh đến công ty làm việc không vượt qua nổi một bàn tay. Sau này Lưu Thích Kỳ đến cả việc phàn nàn cũng lười nói, không còn nhắc đến nó nữa.
bởi vì anh ta biết rõ được Dương Bách Xuyên đối với chuyện của công ty không có chút nào hứng thú. Sau này cũng không gọi Dương Bách Xuyên đến công ty, nếu trước kia còn đôi khi cùng anh thảo luận một số công chuyện, đến bây giờ ngay cả gọi điện thoại cũng không, nhưng mà dù sao cũng đang làm việc và hiểu cho suy nghĩ Dương Bách Xuyên, anh không có thời gian cũng không có suy nghĩ muốn đến công ty làm việc, tuy nhiên chủ tịch công ty Triệu Nam cũng mấy ngày rồi không đến công ty làm việc, làm cho bọn họ gấp đến độ làm việc quên ngày giờ. Cũng có thể là do Lưu Tích Kỳ biết được Dương Bách Xuyên có năng lực tu chân nên cũng không làm phiền anh, bởi vì anh ta biết rằng so với chuyện tu chân, công ty ở trong mắt Dương Bách Xuyên chẳng là gì cả. Dương Bách Xuyên biết rằng anh và Lưu Tích Kỳ trái ngược nhau, đối với chuyện tu chân anh ta không để vào mắt, một lòng muốn gầy dựng công ty phát triển, trở thành một công ty thương mại Vân Kỳ mang tính toàn cầu, đây chính là ước mơ của anh ta. Đối với chuyện này, Dương Bách Xuyên cảm thấy rất nể phục với mục tiêu và sự kiên trì của Lưu Tích Kỳ. Chính vì vậy, những gì anh có thể làm chính là hết mình hỗ trợ cho người anh em này. Mặc dù anh không có tiền trong tay, nhưng mà ở trong không gian bình hồ lô càn khôn có 17 viên nguyên thạch, tất cả đều là tiền tài chưa thể định giá hết. Anh phải đưa cho Lưu Tích Kỳ đống nguyên thạch này, để anh ta không phải bận tâm đến chuyện tiền nong, nếu không đủ thì còn có thể đi kiếm lại tiếp. Dương Bách Xuyên tin rằng anh chỉ cần nói mấy câu với mấy gia tộc cổ võ lớn, buôn bán đan bồi nguyên, có thể không cần dùng tinh thạch mà dùng tiền bình thường, nhất định có thể trong thời gian ngắn mang lại một khoản lớn. Bây giờ tổng bộ đang chuẩn bị mở rộng, đã muốn đi rời đến tòa nhà mới, chính là tòa nhà đã được mua từ lần trước, mặc dù ở trong khu di rời công nghệ cao, tuy nhiên Dương Bách Xuyên sau lần đó cũng chẳng ghé thăm một lần. Cùng Tử Tiên lão đầu đánh vài chiêu, Dương Bách Xuyên dặn dò Độc Cô Hối, chuyện gì nên thuận theo ý của ông ta được thì làm, còn không thì thôi, đừng nhẫn nhịn, anh sợ hắn ta sẽ đổ bệnh mất. Lúc vừa đi đến sân, chồn nhỏ Hương Hương và vua khỉ lông vàng Hầu Đậu Đậu chạy vội đến gần anh. Phút. Phút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hai con yêu thú này ngày càng có linh tính, chỉ số thông minh cũng ngày càng cao. Dương Bách Xuyên thuận tay ở trong không gian bình hồ lô càn khôn lấy ra mấy quả hồng hương cho chúng nó ăn. Đối với chuyện tiến hóa của Hầu Đậu Đậu, huyết mạch của nó có gì hay là sau này nó có được thiên phú gì, anh còn chưa nghiên cứu cẩn thận, cũng chưa phát hiện được, anh nghĩ rằng phải chờ Vân Môn rời đi đến nhà cũ thì mới cẩn thận nghiên cứu Hầu Đậu Đậu. Từ sau khi xảy ra chuyện với Tử Tiên lão đầu, Dương Bách Xuyên sợ hai đứa chúng nó lại gây chuyện. Anh hạ nghiêm lệnh bắt chúng nó chỉ được bay nhảy ở trong khu vực gần biệt thự, không được đi sâu vào trong Lê Sơn. Sau khi trí thông minh ngày càng nâng cao, cả Hầu Đậu Đậu và chồn con Hương Hương đều nghe hiểu được những gì Dương Bách Xuyên nói, vậy nên cũng rất nghe lời không chui ra ngoài. Nhưng mà dù sao phạm vi hoạt động cũng bị thu nhỏ lại như vậy, cũng thật tội hai đứa chúng nó, nhìn thấy Dương Bách Xuyên vừa đi ra khỏi biệt thự, liền chạy đến gần kêu lên vài tiếng thể hiện sự ủy khuất trong lòng. Ha ha, hai đứa nhóc con này, kiên trì thêm vài ngày đi, chờ đến lúc ông lão kia trở về, sẽ để cho hai đứa quay về nghỉ, nhưng mà mấy ngày nay nhất định không được phép đi vào Lê Sơn, hai đứa đừng ra ngoài gây chuyện rắc rối cho ta. Dương Bách Xuyên nói cười với hai con linh thú. Trong lúc nói chuyện với chúng nó, Dương Bách Xuyên đi đến gara, chuẩn bị lái một chiếc xe công vụ đi, tuy nhiên đèn xe của chiếc này lại hỏng mất, nếu không cẩn thận thì khi di chuyển rất nguy hiểm. Bây giờ những chuyện mua bán giao dịch này đều giao cho Độc Cô Vô Tình đảm nhiệm, cô cũng chưa quay trở lại. Hơn 10 viên nguyên thạch ở trong không gian bình hồ lô càn khôn cũng chỉ có thể để ở trong xe công vụ này. Sau khi lên xe, anh vung tay để hết tất cả nguyên thạch vào trong xe, hơn 10 sau viên, đều để ngay ngắn trong xe công vụ. Thật ra ban đầu có 17 viên nguyên thạch, nhưng trước đó Dương Bách Xuyên đã đem một viên có màu đỏ máu để giữ lại. Chuẩn bị đưa cho những người phụ nữ với tay nghề cao dùng để điêu khắc trang sức. Thời điểm xe chuẩn bị xuất phát, chồn nhỏ Hương Hương và Hầu Đậu Đậu ở cửa xe kêu vài tiếng, muốn ra ngoài cùng với Dương Bách Xuyên. Nhìn thấy vẻ mặt chờ mong của hai con linh thú, Dương Bách Xuyên cười khổ, anh mở cửa xe dẫn theo chúng nó, trong lòng nghĩ đã lâu rồi không chăm sóc kỹ hai đứa này hay không. Nửa tiếng sau, Dương Bách Xuyên lái xe vào trụ sở mới của công ty. Đỗ xe cẩn thận rồi mới đi vào nhà chính. Lần đầu tiên đến sau khi di rời trụ sở, nhìn tòa nhà cao lớn 19 tầng, phía trên đỉnh tòa nhà còn để 4 chữ tập đoàn Vân Kỳ màu vàng với kích cỡ to lớn,
Trong lòng Dương Bách Xuyên bội phục Lưu Tích Kỷ, chỉ trong vòng chưa đến một năm, anh ta đã đem công ty phát triển đến trình độ như vậy, có ảnh hưởng đến cả nước, thật sự lợi hại. Hướng về phía nhà chính, anh bị hai bảo vệ sống lưng thẳng tắp cản lại, lễ phép cúi chào với Dương Bách Xuyên rồi nói, xin lỗi tiên sinh, đây là tòa nhà của tập đoàn Vân Kỳ, ngài không có thẻ ra vào, vậy nên không thể tiến vào được, hơn nữa cũng có quy định cấm mang theo vật cưng đi theo, mong ngài thông cảm cho. Vậy ngài có lịch hẹn trước hay không? Dương Bách Xuyên đối với việc bảo vệ ngăn mình lại cũng không tức giận chút nào, ngược lại còn âm thầm vui vẻ, nhìn khí chất của hai bảo vệ có thể đoán được là quân nhân đã xuất ngũ, nói chuyện không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đều lễ phép đầy đủ. Từ điểm này có thể thấy rằng, việc quản lý chế độ cũng như chuyện bảo an, công ty đã an bài rõ ràng, ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Tuy nhiên nếu nhắc đến chuyện anh là chủ tịch mà bị bảo vệ chặn lại ở ngoài cửa, nếu nói ra thì bị người khác cười to. Nhưng chuyện này không thể trách được bảo vệ, ai bảo anh làm chủ tịch bao lâu mà đây là lần đầu đến công ty. Dương Bách Xuyên chuẩn bị gọi điện thoại di động cho Lưu Tích Kỳ, anh lại sờ túi, quá tốt rồi, quên di động ở nhà, dù sao anh cũng là người tu chân đối với sử dụng điện thoại di động cũng rất ít, vậy nên nói quên thì cũng là điều dễ hiểu. Ngay tại lúc công ty vừa thành lập, lúc công ty chỉ mới vỏn vẹn ở trong văn phòng cho thuê, số người ở công ty Vân Kỳ có thể biết được Dương Bách Xuyên cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, huống chi là tình hình hiện tại công ty đã nâng cấp lên thành tập đoàn, lại rời sang trụ sở mới. Dương Bách Xuyên lúng túng nói, không biết hai vị đối với người tên Dương Bách Xuyên có ấn tượng gì không? Hai vị bảo an liếc nhìn nhau, đồng thời lắc đầu rồi nói, chưa có nghe nói qua bao giờ. Vậy sao? Dương Bách Xuyên xấu hổ, trong lòng bắt đầu mắc Lưu Tích Kỳ, thằng chó Lưu Thiết Đản này, vậy mà ngay cả tên của chủ tịch công ty cũng không bảo với nhân viên, hơi quá đáng nha. Dương Bách Xuyên ho kha hai tiếng ngẫm lại cũng thấy đúng, có lần anh đã nói với Lưu Tích Kỳ là, về sau anh sẽ không tham gia mấy chuyện ở công ty, vậy nên giờ giống như anh đang từ bỏ chức vụ chủ tịch của mình sao? Dương Bách Xuyên hít sâu một hơi, lại đổi cách thôi. Lý Đại Nghị là quản lý an ninh của công ty, nếu nói cho hai vị bảo vệ này, rồi bảo Lý Đại Nghị ra tiếp anh. Vậy phiền hai anh tìm người quản lý an ninh của công ty, tên là Lý Đại Nghị, nói cho anh ta có người bạn tên là Dương Bách Xuyên đến tìm. Dương Bách Xuyên nói với hai người. Một vị bảo vệ đã hơi nheo mắt lại, anh ta nói, tiên sinh, Lý Đại Nghị chính là người chịu trách nhiệm an ninh, nhưng mà anh ấy không phải là quản lý, mà chính là giám đốc an ninh của cả tập đoàn. Ngài có chắc là ngài quen với giám đốc Lý hay không? Vậy sao? Anh không nghĩ đến Lý Đại Nghị bây giờ đã là giám đốc của cả tập đoàn, nghĩ lại cũng đúng, bây giờ công ty đã nâng cấp, thì chức vụ của Lý Đại Nghị hiển nhiên cũng sẽ thay đổi. Anh trả lời, đúng vậy, chúng tôi là bạn bè, phiền hai anh liên hệ giúp tôi. Thật ngại quá tiên sinh, giám đốc Lý buổi sáng nay đã đi công tác xa, hiện không ở đây. Một vị bảo vệ trả lời Dương Bách Xuyên. Trong lòng Dương Bách Xuyên rất buồn bực, bây giờ cửa lớn của tập đoàn không vào được, lại không mang theo điện thoại di động, Lý Đại Nghị bây giờ lại đi công tác, thương cho Lưu Tích Kỳ, bây giờ đến cả tiền cũng không được nhận, bản thân của anh đến mà bị chặn ở cửa rồi này. Dương Bách Xuyên còn muốn nói rằng mình quen Lưu Tích Kỳ, nhưng mà đến Lý Đại Nghị cũng không ở đây, tìm Lưu Tích Kỳ cũng hơi khó. Trong lòng buồn bực không thôi. Đúng lúc này. Dương Bách Xuyên thấy từ xa có một chiếc xe đang chạy đến, thị lực của anh vô cùng tốt, liền nhận ra được người lái xe là Đường Long, người quen. Suýt chút nữa anh quên mất Đường Long, anh ta cùng với Cổ Tư Lạc đều làm trong bộ phận an ninh của Vân Kỳ, chẳng qua Cổ Tư Lạc bị anh phái đi làm người bảo vệ cho Dương San San, hiện tại hai người bọn họ vừa là cận vệ vừa là lái xe cho Dương San San. Lúc này Đường Long mặc một bộ Âu phục màu đen bước xuống, Dương Bách Xuyên từ xa nhìn thấy anh ta. Thì Đường Long cũng thấy được Dương Bách Xuyên đứng ở trước cửa lớn tập đoàn, anh ta vội vàng tiến lên, vô cùng cung kính đối với Dương Bách Xuyên, tiên sinh, ngài đã đến đây tại sao không vào? Dương Bách Xuyên cười khổ rồi liếc sang hai vị bảo vệ, nói, như thế nào làm sao tôi có thể đi vào được đây? Đường Long nhìn thoáng qua hai vị bảo vệ đang ngăn Dương Bách Xuyên, trong nháy mắt hiểu rõ vấn đề. Mà lúc này vị bảo an cúi chào Đường Long nói, xin chào quản lý Đường. Trong lòng Đường Long chua xót, chức vụ hiện tại của anh là quản lý an ninh của tập đoàn, trước đây là chức vụ của Lý Đại Nghị,
bây giờ anh ta lại là cận vệ và là lái xe cho Dương San San, anh ta vừa mới lái xe tiễn Lý Đại Nghị ra sân bay đi công tác, quan hệ của hai người cũng không tồi. Tình hình lúc này chính là Dương Bách Xuyên bị cấp dưới ngăn không cho tiến vào công ty của mình, trên mặt đường Long cũng không vui, nghe được hai bảo an cúi chào mình, anh ta tức giận nói, giỏi, giỏi rồi. Tiểu Trương, Tiểu Vương, hai cậu cũng giỏi quá, vị tiên sinh này chính là chủ tịch của tập đoàn chúng ta, Dương Bách Xuyên, bây giờ ngay cả chủ tịch hai cậu công ty cũng không cho vào là sao? Sau đó, đường Long vội vàng cười với Dương Bách Xuyên, anh ta nói, thật ngại quá tiên sinh, hai vị bảo vệ này cũng vừa mới tới, đối với chuyện trong công ty có nhiều chỗ chưa biết, hơn nữa ngài cũng ít khi xuất hiện ở công ty, nên bọn họ cũng chưa rõ, bảo vệ cũng lo lắng cho an ninh của công ty. Lưu Tổng hay Giám Đốc Lý cũng không công bố tin tức ngài làm chủ tịch công ty, nên thật sự bọn họ cũng không biết điều này. Ngài theo tôi vào công ty nhé. Dương Bách Xuyên cười nói, không sao, không trách bọn họ cũng làm hết trách nhiệm của mình, Vân Kỳ chúng ta cần những người như vậy, sau này tăng lương cho hai người bọn họ đi. Hai người bảo vệ khi nghe Đường Long bảo Dương Bách Xuyên là chủ tịch thì sợ hãi, nhưng lại nghe được anh không trách phạt mà ngược lại còn tăng lương cho bọn họ. Vậy nên rất mừng rỡ, liên tục cúi đầu xin lỗi và cảm ơn Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên đi theo đường Long vào đại sảnh vô cùng lớn, anh vừa đi vừa hỏi, không phải tôi giao cho anh bảo vệ cho San San hay sao, sao bây giờ anh lại đến công ty rồi? Ánh mắt của đường Long trốn tránh ánh nhìn của Dương Bách Xuyên, anh ta ấp úng chưa kịp trả lời. Sắc mặt của Dương Bách Xuyên trầm xuống, bên chỗ San San gặp chuyện gì à? Không không không. Cô chủ không gặp chuyện gì, không có việc gì. Đường Long vội vàng xua tay. Dương Bách Xuyên thở phào một hơi, anh còn tưởng rằng em gái mình xảy ra chuyện gì, mặt khác đối với việc này của Đường Long cảm thấy hơi bất mãn. Ban đầu anh đã giao cho Đường Long và Cổ Tư Lạc làm nhiệm vụ bảo vệ cho sự an toàn của Dương San San, nhưng xem ra, bây giờ Đường Long không ở bên cạnh Dương San San, ngược lại lại đến công ty Vân Kỳ. Việc này đối với Dương Bách Xuyên là thoái thác nhiệm vụ. Bây giờ Đường Long hẳn là nên ở trường học mới đúng. Đối với Dương Bách Xuyên, sự an toàn của em gái anh Dương San San là điều quan trọng nhất, mặc dù anh còn sai Ngô Mặc Thu ở bên cạnh bảo vệ em gái anh, nhưng mà những người khác cũng không vì như thế mà mặc kệ. Nhìn thấy dáng vẻ chột dạ của Đường Long, Dương Bách Xuyên trầm giọng hỏi tiếp, vậy bạn gái anh của Tư Lạc đang ở đâu? Đường Long trả lời theo bản năng, Tư Lạc em ấy cũng đang ở Vân Kỳ. Vừa nói xong Đường Long cảm thấy quanh thân rét lạnh, anh ta nhìn sang nét mặt lạnh như phủ xương của Dương Bách Xuyên, anh ta liền biết rằng Dương Bách Xuyên hiểu lầm anh ta và Cổ Tư Lạc bỏ rơi nhiệm vụ. Đường Long cắn răng, ở trong lòng âm thầm nói, Giám đốc Lưu, cô chủ, không phải là tôi bán đứng hai người, mà thật sự tôi cùng với Cổ Tư Lạc không chịu được lửa giận của tiên sinh, chó cùng rứt dậu, tôi bị ép. Đường Long biết rằng dạo gần đây Dương San San thường hay đi cùng với Lưu Tích Kỳ. Người sáng suốt chỉ cần nhìn vào sẽ biết hai người bọn họ đang yêu nhau, hơn nữa Dương San San còn dặn dò anh ta và Cổ Tư Lạc không được nói cho anh trai cô ấy Dương Bách Xuyên, nhưng bây giờ thì Đường Long không có cách nào đối phó. Ở trong lòng tự cổ vũ bản thân, Đường Long vội vàng giải thích với Dương Bách Xuyên đang tràn ngập lửa giận, tiên sinh à, ngài đừng có hiểu lầm hai người chúng tôi, buổi sáng hôm nay, cô chủ có đến công ty tìm giám đốc Lưu, tôi và Cổ Tư Lạc không rời cô chủ nửa bước. Vậy nên cũng sẽ ở đây luôn. Lúc này Cổ Tư Lạc chắc chắn đang ở cùng với cô chủ, còn tôi bởi vì buổi sáng Lý Đại Nghị đi công tác, vậy nên thuận đường chở anh ta đi một chuyến ra sân bay. Nghe Đường Long giải thích xong, Dương Bách Xuyên ngây ra một lúc, vậy ra anh hiểu lầm Đường Long, theo như những gì anh ta nói thì em gái mình sáng sớm đã đến tìm Lưu Tích Kỳ, anh xem lại thời gian thì hôm nay cũng chẳng phải là ngày cuối tuần đâu. Tên chó Lưu Thiết Đản. Quấy dậy em gái tôi cả ngày để bài vở đều bị chậm, thì lần này tôi đây không tha cho cậu. Anh lầm bầm vài tiếng, sau đó nhìn Đường Long đang đứng ở bên cạnh giải thích, Đường Long à, vừa này tôi hiểu lầm anh cùng với Cổ Tư Lạc, xin lỗi hai người, nhưng anh cũng đừng để trong lòng, tôi và em gái từ nhỏ đã sống nương tự lẫn nhau, mệnh của em gái tôi so với tôi còn quan trọng hơn, hy vọng anh có thể hiểu được. Vậy mà Dương Bách Xuyên còn giải thích với anh ta, Đường Long như chịu một cú sốc. Liên tục nói, không sao đâu tiên sinh, ngài đừng để trong lòng. Bây giờ trong lòng Đường Long cũng hiểu được sự coi trọng của Dương Bách Xuyên đối với Dương San San là như thế nào.
Đường Long âm thầm nói, thái độ của tiên sinh đúng là chính nhân quân tử, ta làm gì có tài cán mà để ngài ấy đích thân giải thích. Hơn thế nữa, xem ra ở trong lòng Dương Bách Xuyên, cô chủ Dương San San là người quan trọng nhất, tiên sinh đã giao cho ta và Cổ Tư Lạc nhiệm vụ bảo hộ cô chủ, đây là sự tín nhiệm của tiên sinh dành cho chúng ta, vậy nên chúng ta nhất định sẽ không phụ lòng tin của tiên sinh, thề sống chết bảo vệ tốt cô chủ. Dương Bách Xuyên ùn ùn lửa giận mang theo Đường Long đi vào thang máy. Trong lòng anh vẫn còn giận em gái và Lưu Tích Kỳ, hai người cho dù có yêu nhau thì yêu đi, chỉ cần hai người là song phương tình nguyện, ta tất nhiên sẽ không chia rẽ uyên ương, vậy mà tự mình lén lút, không bảo cho ta một tiếng. Đúng lúc này, thang máy đinh lên một tiếng, cửa thang máy mở ra, đem suy nghĩ đang hỗn loạn của Dương Bách Xuyên quay trở về thực tại, anh ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy đang chỉ số 18. Anh liền hỏi, tại sao là tầng 18? Đường Long ngây ra một lúc rồi nói, văn phòng của giám đốc Lưu ở tầng 18. Tại sao không để văn phòng ở tầng 19 cao nhất, không phải là văn phòng của ông chủ sẽ ở tầng 19 cao nhất hay sao? Dương Bách Xuyên khó hiểu hỏi. Đường Long nghỉnh cổ suy nghĩ một chút rồi lại nói, tiên sinh, ngài không biết chuyện này sao? Biết chuyện gì, hai người vừa nói vừa đi ra từ thang máy. Tôi nghe nói lúc trước lúc ngài mua trụ sở này, nói với quản lý Hách Mỹ Lệ rằng để lại khu vực cho ngài ngắm cảnh, vậy nên tầng thượng và tầng lầu ở tầng 19 là khu vực tư nhân của ngài, cũng chính là văn phòng của ngài, còn văn phòng của giám đốc Lưu là ở tầng 18. Đường Long giải thích. Dương Bách Xuyên kinh ngạc, anh nhớ lại đúng là mình đã nói qua với quản lý nhân sự Hách Mỹ Lệ như vậy, nhưng dù sao đó cũng chỉ là thuận miệng nói như thế, không nghĩ tới Lưu Tích Kỳ nhớ kỹ chuyện này. Ngoài miệng anh chỉ khẽ nói, thực sự lãng phí đó. Nói tới nói lui, nhưng dù sao đối với phương diện này của Lưu Tích Kỳ khiến anh cảm động. Vì vậy cơn giận của chuyện Lưu Tích Kỳ và Dương San San giấu anh chuyện yêu đương cũng vì thế mà giảm bớt, dù sao anh cũng không thực sự tức giận như thế. Lúc trước anh cũng đã nói với Lưu Tích Kỳ, chỉ cần em gái anh Dương San San đồng ý, thì anh cũng sẽ không phải đối. Cơn giận lúc nãy cũng chỉ là tức giận nhất thời mà thôi. Chờ Đường Long dẫn mình đi, đến vào khu vực làm việc của tầng 18, trước mắt là một phòng khách rộng lớn, sau đó là văn phòng làm việc. Nhìn từ xa đã nhận ra rằng văn phòng của Lưu Tích Kỳ và của những nhân sự cao cấp khác của tập đoàn cũng đều ở cùng một tầng. Mà lúc này Cổ Tư Lạc đang ở phòng khách đọc báo uống cà phê, nhìn thấy Dương Bách Xuyên và Đường Long đi đến, vội vàng đứng dậy chào hỏi, tiên sinh, sao ngài lại đến đây rồi? Vừa chào hỏi với Dương Bách Xuyên, Cổ Tư Lạc vừa nháy mắt ra hiệu mới Đường Long, chỉ thấy anh ta cười khổ nói, tiên sinh đã biết chuyện rồi. À, Cổ Tư Lạc kinh ngạc hô lên một tiếng, sau đó vội vàng nói. Vậy tiên sinh để tôi đi thông báo cho cô chủ và giám đốc Lưu. Được rồi, cô cùng với Đường Long ở đây uống cà phê đi, để tôi tự mình đến tìm văn phòng của Lưu Thiết Đản, nhìn xem em gái nhà mình cùng với anh ta đang đùa vui chuyện gì. Dương Bách Xuyên nói xong liền đi đến văn phòng Lưu Tích Kỳ. Lúc này ở trong văn phòng Lưu Tích Kỳ, Dương San San cùng với Lưu Tích Kỳ đang ở cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Em cảm thấy như vậy rất tốt, Dương San San nói. Lưu Tích Kỳ nói, tất cả sao, những bức tranh này bức nào cũng đẹp hết, rất khó để lựa chọn đó. Dù sao cũng là tranh của em, anh cứ quyết định đi. Dương San San nói. Ha ha. Chỉ cần là tranh của em vẽ thì anh đều thích. Lưu Tích Kỳ ngây ngô cười. Ba xạo, Dương San San xấu hổ đỏ mặt. Trên mặt bàn trà trước mặt hai người bày đầy những tấm tranh vẽ hoạt hình, tất cả đều là linh thú sóc con Hương Hương của Dương Bách Xuyên. Mỗi bức tranh đều rất sống động, đáng yêu miêu tả bộ dáng mềm mại của sóc con. Nhìn thấy Dương San San như thế, Lưu Tích Kỳ ngây ngô cười nói, San San, em thật xinh đẹp. Đáng ghét. Sắc đỏ trên mặt Dương San San dần dâng lên, cô bé mỉm cười thẹn thùng. Hai người bọn họ lén lút phát triển quan hệ, song phương đều có hảo cảm với nhau, mà gần đây nhất là khoảng thời gian này, Lưu Tích Kỳ đột nhiên nghĩ rằng công ty Vân Kỳ thăng cấp thành tập đoàn Vân Kỳ, mở rộng quy mô, vậy nên chuyện nhãn hiệu của công ty cũng là chuyện lớn. Mà đối với Lưu Tích Kỳ vì muốn có cơ hội tiếp cận với Dương San San, vậy nên liền tìm Dương San San thiết kế nhãn hiệu của tập đoàn Vân Kỳ. Dương San San suy nghĩ một hồi liền nghĩ đến linh thú sóc con Hương Hương của anh trai,
hôm nay đã hoàn thành thiết kế rồi đến gặp Lưu Tích Kỳ nói chuyện yêu đương. Cô bé từ nhỏ đi theo sau anh trai Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ, dần dần trưởng thành, chín bỏ làm 10, nói lớn lên cùng với Lưu Tích Kỳ cũng không sai, dù sao cũng chỉ cách 4 tuổi. Hơn nữa, tình đầu đậm sâu, đối với Lưu Tích Kỳ cô bé từ nhỏ đã có ấn tượng tốt, hai người giống như thanh mai trúc mã. Hai người nói chuyện yêu đương, tất nhiên là lén lút giấu chuyện này với Dương Bách Xuyên. Lưu Tích Kỳ biết rằng trong lòng Dương Bách Xuyên, Dương San San là người quan trọng nhất, anh ta chỉ lo lắng rằng ban đầu ngoài miệng Dương Bách Xuyên bảo sẽ không phải đối, đến lúc chuyện đã thành lại phản đối, vậy nên cũng không dám nói cho Dương Bách Xuyên. Mà Dương San San còn nhỏ vẫn phải học đại học, sợ anh trai của cô bé biết chuyện sẽ mắng cô bé, lại sợ nên không dám kể chuyện này cho Dương Bách Xuyên rằng cô bé và Lưu Tích Kỳ đang xác định quan hệ. Lúc này, Lưu Tích Kỳ nhìn gương mặt ửng hồng của Dương San San, càng nhìn càng thấy rung động, anh ta đối với Dương San San chưa làm gì quá phận, bây giờ tại thời khắc này, anh ta quyết định to gan một lần, thân thiết với cô bé hơn. Chậm rãi kề sát mặt mình với Dương San San. Phát hiện cô bé cũng không có ý muốn tránh đi, Lưu Tích Kỳ mừng rỡ, khóe miệng khẽ nhếch lên, khoảng cách càng lúc càng gần, hai người không hẹn mà cùng nhắm mắt, sắp thành công rồi. Ngay chính lúc này, đoàng một tiếng, cửa ban công bị người khác đẩy mạnh ra. Người đẩy cửa không ai khác chính là Dương Bách Xuyên, anh chắp hai tay sau lưng hướng về phía văn phòng của Lưu Tích Kỳ, trong lòng còn nghĩ rằng nếu hai người kia đã tâm đầu ý hợp như vậy thì sẽ tác hợp cho hai người bọn họ. Bản thân anh cũng không cần phải tạo thêm rắc rối cho bọn họ, đối với nhân phẩm của Lưu Tích Kỳ anh cũng có phần yên tâm, nếu như đem em gái anh giao cho người khác thì anh càng lo lắng nữa. Nghĩ như vậy, lúc đẩy cửa ban công ra, anh lại không nghĩ rằng mình lại là người phá hủy khung cảnh mặn nồng của đôi uyên ương, phá luôn lần đầu tiên hôn môi của đôi bạn trẻ. Tuy nhiên, anh phản ứng rất nhanh, Dương Bách Xuyên nói lớn, thằng khốn Lưu Thiết Đản, lá gan của cậu cũng lớn quá rồi nhỉ. Bên này Lưu Tích Kỳ và Dương San San thấy người đi vào là Dương Bách Xuyên, sắc mặt hai người thay đổi liên tục, từ hồng chuyển sang trắng. Anh trai, anh, sao anh lại đến đây? Dương San San như bị lửa nóng đốt dưới mông, cô bé choàng đứng dậy. Sắc mặt Lưu Tích Kỳ cũng thay đổi thành đỏ bừng, anh ta xấu hổ không ngừng nhìn Dương Bách Xuyên, bình thường sợ anh phát hiện, bây giờ thì hay rồi, ngày hôm nay dám lớn gan như vậy lại bị bắt gặp. Trong lòng anh ta loạn thành một nùi, đúng là có nỗi khổ mà không nói được nên lời. Anh ta lắp bắp nói, Bách Xuyên à. Quỷ tu Ngô Mặc Thu đang ngồi ở sofa phòng bên cạnh cũng đứng dậy hành lễ với Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên cũng phất tay bảo cô bé ngồi xuống, trước tiên anh phải nói rõ mọi chuyện với Lưu Tích Kỳ và em gái Dương San San. Lưu Thiết Đản, cậu cũng giỏi nhỉ, bình thường sao không cứng như vậy đi. Thật ra bây giờ trong lòng Dương Bách Xuyên cười trộm, nếu theo như thế này, hai người bọn họ hẳn là tự nguyện, như vậy cũng chẳng có chuyện gì, một bên là em gái ruột thịt, một bên là anh em bao nhiêu năm, lưỡng tình tương duyệt thì anh có lý do gì để phản đối người ta. Nhìn hai người bọn họ đều như muốn chui vào một khe nứt nào đó để trốn biệt tâm, Dương Bách Xuyên nhịn cười trong lòng, ngoài miệng lại nổi giận đùng đùng. Lưu Thích Kỳ cùng với Dương Bách Xuyên lớn lên cùng nhau. Hai người đều là người hiểu về đối phương nhất, vốn chuyện thân mật bị Dương Bách Xuyên phá hỏng làm cho xấu hổ không thôi, lại nghe được sự tức giận trong lời nói của Dương Bách Xuyên, anh ta cảm thấy khẩn trương. Nhưng ngay sau đó, anh ta nhìn thấy khóe miệng đang nén cười của Dương Bách Xuyên, trong lòng anh bây giờ lại khác hẳn ngoài miệng, trên mặt muốn hù người khác. Nghĩ như vậy biết rằng Dương Bách Xuyên không tức giận, cố ý chọc hai người anh ta, vậy nên Lưu Thích Kỳ dốc hết toàn dũng khí. Chống nạnh nhìn Dương Bách Xuyên rồi nói, ai cho cậu vào? Còn biết lễ phép không hả? Không gõ cửa mà tự tiện xông vào. Lưu Tích Kỳ nói lớn, dù sao cũng là giám đốc Lưu, dù sao ở đây anh cũng là người có tiếng nói, bắt đầu chất vấn Dương Bách Xuyên. Ai ra, Lưu Thiết Đản cậu còn nói chuyện này sao? Dương Bách Xuyên trừng mắt nói. Tôi với Dương San San yêu nhau thật lòng, quang minh chính đại, không có làm chuyện gì không nên. Có chuyện gì mà không dám nói. Hơn nữa ở đây là địa bàn của tôi, cậu là đang xông vào đấy. Lưu Tích Kỳ lúc này cũng nghẹn một bụng ý cười, cùng, giao chiến, với Dương Bách Xuyên. Lưu Thiết Đản. Cậu dám gọi nhũ danh của tôi đập chết cậu. Gọi cậu là Lưu Thiết Đản đó rồi sao? Tôi. Bên này Dương San San đã điều chỉnh tốt trạng thái của mình,
nhìn thấy anh trai mình và Lưu Tích Kỳ đấu võ mồm, cô bé nhếch miệng cười rồi nói, cái kia, hai người các anh cứ chậm rãi cãi nhau, tốt nhất là đánh thật một trận, em đi trước. Dương San San từ nhỏ đi theo sau mông hai người nên hiểu bọn họ đang làm gì, kiểu đấu võ mồm này trước đây thường xuyên gặp, cũng không có lần nào đập nhau lấy một lần, cho dù có đánh nhau, thì đánh xong cũng trở lại bình thường, không mang thù. Cho nên cô bé cũng không có lo lắng chuyện này, ngược lại chỉ lo lắng anh trai cô bé truy cứu chuyện anh cùng với Lưu Tích Kỳ yêu nhau, nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy đau đầu, cũng ngại ngùng, tốt nhất là chuồn nhanh một chút. Dương Bách Xuyên vừa thấy em gái mình muốn chạy, vội vàng nói, em gái, em đừng có chạy chứ. Dương San San quay đầu làm mặt quỷ đối với Dương Bách Xuyên, cũng không để ý đến anh nữa mà cất bước rời đi. Này này này, anh nói em quay về đây, thôi quên đi, buổi tối nhớ về nhà ăn cơm. Đối với những người quen biết anh, đều biết rằng Dương San San không sợ hãi Dương Bách Xuyên lắm, anh cũng biết rằng cô cũng chẳng nghe, chỉ có thể nhượng bộ bảo cô bé nhớ về nhà ăn cơm. Em biết rồi, chị Khưu Vân đã gọi điện thoại cho em, hai anh cứ chậm rãi đánh nhau tiếp đi, em đi trước nha, ha ha. Giọng nói mang đậm ý cười của Dương San San vọng từ xa. Lúc này Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau 3 giây đồng hồ thì hai người đồng thời khúc khích bật cười. Thật ra cả hai đều biết rõ đối phương, sẽ không làm những chuyện tách đôi uyên ương như thế. Lưu Tích Kỳ chỉ lo lắng rằng anh sẽ hiểu lầm anh ta tiếp cận Dương San San vì chuyện công ty, dù sao thì anh ta cũng chỉ là người đại diện quản lý, sau đó nghe Dương Bách Xuyên cười mắng, thì những tức giận trước đó đều trở thành mây bay. Lần này cũng với Dương San San yêu nhau, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Sau khi cười xong, Lưu Tích Kỳ đấm vào ngực Dương Bách Xuyên một cái rồi cười mắng, thằng nhóc nhà cậu đến công ty là chuyện hiếm gặp đó, khách quý, nào nói đi. Chủ tịch đại nhân có chuyện gì không, để tại hạ Lưu Mỗ cống hiến hết sức lực. Tôi đến đây đưa tiền cho cậu, nhưng lại bị chặn lại ở ngoài cửa lớn không vào được, nếu không phải gặp được Đường Long, tôi cũng không có diễm phúc gặp được giám đốc Lưu ở đây. Dương Bách Xuyên tức giận oán trách. Lưu Thích Kỳ vui vẻ, hỏi tại sao lại như thế. Sau khi nghe Dương Bách Xuyên nói xong, Lưu Thích Kỳ cười lớn, ai bảo cậu không thường xuyên đến công ty. Nhân viên công tác không biết cậu cũng là chuyện bình thường. Sau khi nói xong, anh ta lại tiếp tục, cậu đưa tôi được bao nhiêu tiền? Dạo đây mở rộng quy mô ra khắp cả nước, thật sự rất tốn kém, chỉ bằng việc thành lập mấy công ty con, thuê mặt bằng cũng cần rất nhiều rồi. Lúc Lưu Tích Kỳ nói chuyện này, chân mày anh ta nhăn thành một đường thẳng. Dương Bách Xuyên nghe vậy thì nhếch miệng hỏi, cậu cần bao nhiêu? Ước tính thì cũng phải tầm trên 10 triệu. Bây giờ sơ bộ đã hoàn thành, sang mùa xuân sẽ chuẩn bị ra mắt công chúng, đến lúc đó tập đoàn Vân Kỳ sẽ hướng ra thế giới. Giọng nói Lưu Tích Kỳ tràn đầy sự tự tin. Dương Bách Xuyên rầu môi khinh thường, anh nói, hiện tại thuê một mặt bằng còn chưa xong, vậy mà đòi hướng ra thế giới. Này, tên khốn cậu đừng có chọc tức tôi, nói cho cậu biết, với những sản phẩm kinh doanh của tập đoàn chúng ta, việc vươn ra thế giới cũng chỉ là vấn đề thời gian, cho tôi 10 năm. Tôi nhất định sẽ đưa Vân Kỳ đứng đầu thế giới, cậu tin không? Lưu Tích Kỳ vẻ mặt đầy tự tin nói. Rồi rồi rồi, cậu thích làm thế nào thì cậu làm, tôi không có hứng quản mấy chuyện này của cậu, nhưng mà tôi sẽ để ý, cho cậu 10 năm, 10 năm sau mặc kệ cậu lăn lộn với Vân Kỳ như thế nào đi chăng nữa, cùng phải ngoan ngoãn trở về tu luyện. Tôi cũng không muốn về sau cậu sẽ chết già, cậu nhớ cho kỹ. Mặc dù tu luyện về sau cố gắng nhiều để đạt được thành tựu cao đi chăng nữa, nhưng việc đầu tiên mà ai cũng biết, mỗi người cũng chỉ có 100 năm tuổi, nếu cậu không kiên trì tu luyện, đến lúc đó lại chết già, tôi lại không tìm thấy người để đấu võ mồm. Dương Bách Xuyên thật tâm suy nghĩ cho Lưu Tinh Kỳ. Được, 10 năm thì 10 năm, chừng này là quá đủ, nhưng mà tên nhóc thối cậu phải đưa cho tôi mấy quặng nguyên thạch nữa đi, mặc dù trước mắt chừng này chắc là vừa đủ rồi. Nhưng những ngày sau không nhất định là đủ đâu, chỉ cần cậu cung cấp đủ nguyên thạch cho tôi sẽ đưa Vân Kỳ lên tầm cao mới. Mặt khác để tôi nói cho cậu yên tâm, tôi cũng nhận thức được chuyện tốt của việc tu chân, bây giờ buổi tối tôi cũng không ngủ nữa, mà là ngồi xuống tu luyện, ngược lại buổi sáng tỉnh dậy tinh thần sảng khoái, tuyệt đối sẽ không tụt phía sau cậu. 10 năm sau tôi sẽ trở về đi theo sau cậu tu luyện, theo cậu đi khắp biển rộng trời cao. Lưu Tích Kỳ cũng thật lòng trả lời. Dương Bách Xuyên cười cười, anh nói, như này cũng không tệ lắm,
tôi cũng chỉ có một người anh em từ nhỏ là cậu, tôi không hy vọng cậu sẽ gặp chuyện bất trắc gì, việc tu chân đừng buông lỏng, mặt khác, tôi nói cho cậu một việc. Tôi có kẻ thù rất mạnh, chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ liên lụy đến mọi người, cho nên cậu nhất định phải cẩn thận. Mấy ngày nữa, Vân Môn sẽ rời về nhà cũ, thời điểm tôi chuyển đi sẽ để lại Lý Đại Nghị và Khưu Vân ở đây bảo vệ an toàn cho cậu, mặt khác bây giờ tôi sẽ cho người âm thầm bảo vệ trước cho cậu, phải nói trước cho cậu một tiếng, đừng để đến lúc đó lại ngạc nhiên, cũng đừng có nói cho bất kỳ ai. Bí mật, ai vậy, ai là người thần bí vậy? Lưu Thích Kỳ tò mò hỏi. Dương Bách Xuyên nhìn ra phía sofa, cất tiếng nói, Mặc Thu, cô xuất hiện đi, Thiết Đản không phải người ngoài. Người mà Dương Bách Xuyên nhắc đến chính là quỷ tu Ngô Mặc Thu, cô ấy vẫn âm thầm bảo hộ cho an nguy của em gái anh, vừa rồi lúc Dương Bách Xuyên thấy cô ấy, chính là cùng lúc với Lưu Tích Kỳ và em gái nói chuyện, cũng không để ý đến cô ấy. Thời điểm em gái anh Dương San San vừa rời đi, Dương Bách Xuyên bảo với cô ấy lưu lại, chính là muốn giới thiệu với Lưu Tích Kỳ, chờ sau này lúc Vân Môn chuyển đi thì cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Về chuyện Kiều Phúc và hai chị em nhà họ Ngô, ba quỷ tu này là những linh thể mà Dương Bách Xuyên không nói qua cho bất kỳ kẻ nào, bọn họ chính là quân át chủ bài của anh mỗi khi gặp chuyện bất trắc, nếu như không có chuyện Vân Môn phải chuyển đi, Dương Bách Xuyên cũng sẽ không để cho Ngô Mặc Thu xuất hiện. Tuy nhiên, Lưu Tích Kỳ phải ở lại công ty, là không quay trở về cùng với mọi người, Dương Bách Xuyên lo lắng cho an toàn của anh ta, nên phải thu xếp ổn thỏa, đem sự tồn tại của Ngô Mặc Thu nói với anh ta. Chờ lúc em gái anh nghỉ đông xong, để Ngô Mặc Thu ở lại bên cạnh bảo vệ Lưu Tích Kỳ. Ngô Mặc Thu sau khi hấp thụ ma tinh, cô ấy trở thành một mỹ nhân mà cho dù Dương Bách Xuyên cũng không dám động vào, thực lực của cô có thể so sánh với người tu chân trúc cơ kỳ, sức mạnh của cô ấy mà dùng để bảo vệ Lưu Tích Kỳ cũng khiến anh yên tâm. Không nói đến việc Lưu Tích Kỳ là anh em chí cốt của anh, tập đoàn Vân Kỳ trong tương lai dùng để kiếm tiền, cũng là một nguồn thu nhập của Vân Môn. Tương lai muốn Vân Môn phất lên, thì cũng cần rất nhiều tiền cho tất cả mọi người, cho nên bảo vệ Lưu Tích Kỳ chính là bảo vệ tài sản của Vân Kỳ. Lần trước chuyện độc cô hối mang theo Tửu Tiên lão đầu đến trung tâm thương mại, chuyện không đủ tiền mới xuất hiện, vậy nên Dương Bách Xuyên mới nhận thức được, về sau nếu Vân Môn phát triển thì mọi việc đều cần đến tiền, giải quyết được vấn đề kinh tế rất quan trọng, đừng để lo toan cho vấn đề kinh tế mà ảnh hưởng đến việc tu luyện. Ngay sau khi Dương Bách Xuyên gọi Ngô Mặc Thu, thân hình của Mặc Thu phát ra ánh sáng, chỉ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ. Cô ấy thản nhiên mỉm cười ngọt ngào với Dương Bách Xuyên và Lưu Tích Kỳ đang ngạc nhiên, xin chào tiên sinh, xin chào Lưu tiên sinh. Ngô Mặc Thu như xuất hiện từ hư vô, Dương Bách Xuyên cũng chẳng có phản ứng gì, ngược lại đối với Lưu Tích Kỳ bị dọa cho nhảy dựng, quỷ y. Anh ta ngã xuống đất cùng với tiếng hét. Dương Bách Xuyên trừng lớn mắt. Nói cậu xem tiền đồ của cậu này. Dương Bách Xuyên lườm Lưu Tích Kỳ. Lúc này, Ngô Mặc Thu tỏ lòng áy náy vì đã dọa anh ta sợ hãi. Dù sao Lưu Tích Kỳ cũng là người tu chân, tuy mới là luyện khí kỳ tầng 1 nhưng đã nghe Lục Tuyết Hy kể không ít chuyện về người tu chân, biết thế giới rộng lớn có nhiều chuyện kỳ lạ, cho nên anh ta cũng dần bình tĩnh lại. Anh ta chỉ bất thình lình bị Ngô Mặc Thu dọa sợ mà thôi. Bị Dương Bách Xuyên khinh bỉ. Lưu Tích Kỳ vội vàng ngồi xuống chào hỏi Ngô Mặc Thu cho khỏi mất mặt. Dương Bách Xuyên nói với Ngô Mặc Thu, Thu Nhi chờ San San nghỉ thì đến chỗ Thiết Đản nhé. Bọn anh đi hết, anh lo lắng cho cậu ấy. Vân Kỳ cũng là trụ cột quan trọng của Vân Môn, sự an toàn của cậu ấy trên hết tất thảy. Đành phải để em vất vả một thời gian ngắn trước đã, khi nào Vân Môn chúng ta ổn định, anh sẽ tìm người thay thế em. Tiên sinh quá lời, ngài cứ yên tâm. Thu Nhi nhất định sẽ bảo vệ Lưu tiên sinh an toàn. Ngô Mặc Thu vội vàng nói, Dương Bách Xuyên khách sáo làm cô sợ hãi. Thôi được, em đi tìm San San đi, có chuyện gì thì nói với anh. Vâng thưa tiên sinh, Thu Nhi đi đây. Nói xong Ngô Mặc Thu quay sang tạm biệt Lưu Tích Kỳ, sau đó bóng dáng nhạt dần rồi biến mất trong văn phòng. Lúc này Lưu Tích Kỳ lộ vẻ mặt kỳ lạ cô ấy. Là quỷ thật à? Nói đúng ra là quỷ tu, cậu cũng có thể hiểu là quỷ. Nhưng cảnh giới tu vi của Thu Nhi còn cao hơn tôi, cậu đừng coi thường cô ấy, có cô ấy bên cạnh cậu tôi rất yên tâm. Dương Bách Xuyên mỉm cười trả lời. Lưu Thích Kỳ lườm nguýt, tôi không coi thường cô ấy, mà tôi sợ. Mẹ kiếp, ngay cả quỷ cậu cũng gọi ra.
hay là cậu đừng sắp xếp cô ấy cho tôi nữa, có đại nghị phụ trách sự an toàn của tôi là đủ rồi. Và lại tôi cũng chẳng phải quả hồng mềm. Cậu thôi đi, với chút tu vi này của cậu, nếu gặp phải võ cổ giả cấp bậc tiên thiên thì một đầu ngón tay của người ta cũng có thể khiến cậu tan thành mây khói. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Dương Bách Xuyên không thương lượng với anh ta. Ok, tôi nghe cậu. Lưu Tích Kỳ mạnh miệng thế thôi, chứ thật ra trong lòng rất cảm động. Lưu Tích Kỳ không biết Dương Bách Xuyên có tu vi gì, nhưng anh ta biết Dương Bách Xuyên là môn chủ Vân Môn, tất cả thành viên đều kính nể anh, bởi vì tất cả mọi người đều lén lút nói thực lực của Dương Bách Xuyên sâu không lường được. Dương Bách Xuyên nói cảnh giới tu vi của Ngô Mặc Thu còn cao hơn anh. Cao thủ cấp bậc này là người bảo vệ Dương San San, bây giờ anh lại sắp xếp Ngô Mặc Thu đến bảo vệ sự an toàn của Lưu Tích Kỳ, chứng tỏ trong lòng Dương Bách Xuyên, địa vị của Lưu Tích Kỳ và Dương San San quan trọng như nhau. Sao Lưu Tích Kỳ không cảm động cho được? Anh ta thầm nghĩ đời này có người anh em như vậy, dù chết cũng không hối tiếc. À phải rồi, còn có một việc nữa cần bàn với cậu. Dương Bách Xuyên nhìn Lưu Tích Kỳ và nói. Cậu là chủ tịch hội đồng quản trị, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra, mẹ nó còn rào trước đón sau. Lưu Tích Kỳ trợn mắt chừng Dương Bách Xuyên. Khụ khụ, được rồi, tôi không khách sáo với cậu nữa. Tôi có ý tưởng này, sau này cậu thành lập một trung tâm phúc lợi ở công ty, hàng tháng hoặc hàng năm phát một khoản tiền cho mỗi thành viên của Vân Môn, đừng để họ phiền não về phương diện kinh tế gây ảnh hưởng tới tu luyện. Tương lai thành viên của Vân Môn sẽ phát triển. Tất cả đều là thần bảo hộ của Vân Kỳ, số tiền này rất cần thiết. Dương Bách Xuyên cân nhắc nói. Lưu Tích Kỳ ngồi thẳng lưng, cậu không nói thì tôi cũng nghĩ đến chuyện này rồi. Tôi vốn định chờ đến lúc bố trí tập đoàn xong sẽ tiến hành, bây giờ xem ra thành lập sớm hơn dự kiến cũng tốt. Sắp đến cuối năm rồi, để mọi người đón năm mới vui vẻ, cậu xem mỗi người bao nhiêu một tháng thì hợp lý. Tạm thời cho mỗi người 100 vạn một tháng, có nhu cầu khác thì cho thêm. Dương Bách Xuyên ngẫm nghĩ giây lát rồi trả lời. Lưu Tích Kỳ gật đầu, được, tạm thời cho 100 vạn, sang năm sẽ tăng thêm. Có cần phân loại không? Dương Bách Xuyên xua tay, không cần, tất cả mọi người bình đẳng. Đối với người tu chân mà nói, thực lực mới là tất cả, tiền bạc chỉ là thứ yếu, là thứ cần thiết ở thế tục thôi. Ok, đây chỉ là khoản nhỏ, lát nữa tôi sẽ triển khai. Lưu Tích Kỳ đáp lời. Cứ vậy nhé, đi nào, xuống lầu đi xem tiền với tôi. Cậu đừng thuê địa điểm nữa, dứt khoát mua luôn đi, tiền không thành vấn đề, không đủ thì tôi lại nghĩ cách. Dương Bách Xuyên tùy ý nói. Sau đó hai người xuống lầu, đi tới trước xe thương vụ. Dương Bách Xuyên mở cốp sau, một xe đá xuất hiện trước mắt Lưu Tích Kỳ. Nguyên thạch phỉ thúy, Lưu Tích Kỳ trợn mắt, đại ca à, cậu đùa tôi đúng không? Tôi biết thứ này. Trong nguyên thạch có phỉ thúy hay không chỉ là đánh cược, cậu kéo một xe đá đến cho tôi thì có tác dụng gì? Dương Bách Xuyên cười ha ha, cậu quên thân phận của anh đây rồi à? Dương Bách Xuyên vừa nói vừa tiện tay cầm một tảng đá to bằng quả dưa hấu. Rắc rắc. Dương Bách Xuyên bóp mạnh, tảng đá lớn như miếng đậu phụ không thể chịu được lực bóp của tay anh. Lưu Tích Kỳ trợn tròn mắt nhìn tảng đá Dương Bách Xuyên trong tay Dương Bách Xuyên. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy màu xanh xuất hiện trong nguyên thạch. Tuy không chơi đổ thạch nhưng Lưu Tích Kỳ cũng từng nghe nói. Tất nhiên anh ta biết là trong tảng đá này có ngọc, hơn nữa kích thước không nhỏ. Chưa đầy một phút, tảng đá to bằng quả dưa hấu trong tay Dương Bách Xuyên đã chóc lớp vỏ dày 2 tấc, 1 tấc bằng 333 cm, lộ ra một khối phỉ thúy màu cam. Cho nè, Dương Bách Xuyên cười đắc ý đưa phỉ thúy cho Lưu Tích Kỳ. Suýt chút nữa thì đối Lưu Tích Kỳ không bắt được, sợ đến nỗi hét to, cậu từ từ thôi, coi chừng rơi vỡ đó. Lúc này hai mắt Lưu Tích Kỳ xanh lấp lóe. Cả một xe thương vụ toàn là nguyên thạch đủ mọi kích thước, nếu tảng nào cũng có phỉ thúy. Wow, nghĩ đến đây, Lưu Tích Kỳ vô cùng kích động, nếu đổi thành tiền thì thật sự có thể mua được địa điểm công ty chi nhánh, không cần thuê nữa, mình có thể làm tổng giám đốc tập đoàn lắm tiền nhiều của. Kế hoạch tung sản phẩm ra thị trường vào năm sau cũng không lo vấn đề mắt xích tài chính. Lưu Tích Kỳ run rẩy hỏi Dương Bách Xuyên, cậu đừng nói là trong những tảng đá này đều có phỉ thúy đấy nhé. Dương Bách Xuyên cười he he, đứng thật vững mà nghe kẻo cậu lại giật mình. Cậu nói đúng, tổng cộng 16 tảng đá, bên trong tảng nào cũng có phỉ thúy.
Hơn nữa tảng đá tôi vừa xẻ ra cho cậu chỉ là tảng có ít linh khí nhất, linh khí trong những tảng đá khác đều rất mạnh. Theo suy đoán của tôi, linh khí trong nguyên thạch càng mạnh chứng tỏ phẩm cấp của phỉ thúy càng cao. À này, cậu tìm người vận chuyển chúng đi đổi tiền nhé, tôi còn có việc bận. Nghe vậy Lưu Tích Kỳ hạnh phúc đến mức suýt ngất xỉu, mẹ kiếp, cậu có bản lĩnh này thì đi Myanmar thêm mấy chuyến, không cần đến một năm chúng ta đã phát tài rồi. Biến đê, cậu tưởng có nhiều nguyên thạch như vậy à? Những tảng đá này là tôi mất nhiều công sức chọn từ vô số nguyên thạch đấy. Và lại đổ thạch là đánh bạc, chơi một lần thì được, chứ coi là biện pháp kiếm tiền thì sớm muộn gì cũng phải chết. Cậu đừng ôm ý định kiếm tiền. Dương Bách Xuyên bật cười mắng. Được rồi, tôi chỉ nói chơi thôi. Tôi không có bản lĩnh như cậu, cậu không đi, đương nhiên tôi cũng không đi. Chờ đó, tôi tìm người chuyển đi. Cuối cùng không cần phải phiền não về vấn đề tiền bạc nữa rồi. Lưu Tích Kỳ vui vẻ chạy đi tìm bảo vệ đến hỗ trợ vận chuyển nguyên thạch. Dương Bách Xuyên ra khỏi cao ốc Vân Kỳ, lái xe về nhà. Bây giờ anh phải chuẩn bị luyện chế một ít đan dược trước khi đi, để lại cho những người không thể đến trụ sở Vân Môn, mấy ngày nữa là có thể trở về. Sau khi về đến biệt thự, Dương Bách Xuyên vốn định tới mật thất nhưng lại phát hiện Lục Tuyết Hy đang dùng mật thất luyện chế bùa chú. Anh đành phải về phòng mình, điện thoại còn đang sạc pin, anh định gọi điện cho Liễu Linh Linh. Hiện giờ người duy nhất khiến anh lo lắng là Liễu Linh Linh. Đêm ấy Lâm Hoan cho anh số điện thoại của Liễu Linh Linh, nhưng anh không gọi điện. Dương Bách Xuyên ấn số điện thoại của Liễu Linh Linh, sau đó thấp thỏm đặt điện thoại kề sát tai. Từ khi Liễu Linh Linh ra nước ngoài, hai người chưa từng liên lạc. Nhưng nghe Lâm Hoan nói Liễu Linh Linh vẫn luôn hỏi thăm về anh. Tút tút tút. Trong điện thoại vang lên âm báo máy bận, không gọi được. Điều này khiến Dương Bách Xuyên căng thẳng. Anh sợ quỷ hút máu rút trở về sẽ bắt Liễu Linh Linh. Nhưng mà hiện tại anh lo lắng cũng đành bất lực. Chưa thành công lên trúc cơ, cho dù anh đi Pháp cũng không nắm chắc có thể đối phó với gia tộc quỷ hút máu. Dương Bách Xuyên vội vàng gọi điện cho Lâm Hoan, định hỏi xem Liễu Linh Linh có liên lạc với cô không. Điện thoại đổ chuông. Giọng nói tinh nghịch của Lâm Hoan truyền tới, sao lại gọi điện cho em? Anh không gọi được cho Liễu Linh Linh, em có liên lạc với cô ấy không? Dương Bách Xuyên không có tâm trạng nói đùa, trực tiếp hỏi luôn. Sáng nay em còn nói chuyện với cậu ấy mà. Anh đừng lo, Linh Linh nói cậu ấy đang ở chỗ anh trai, sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Hoan trả lời. Dương Bách Xuyên thở phào, mong là thế. Em đang ở đâu? Lúc nãy anh đến công ty nhưng không thấy em. Em đang ở nhà, à phải rồi, ba mẹ em lại lải nhải nữa rồi, khi nào anh mới đến nhà em đối phó với họ? Em phiền muốn chết rồi, Lâm Hoan rầu rĩ nói. Nghe cô nhắc đến chuyện này, thật sự là Dương Bách Xuyên hơi hoảng, nhưng anh cũng biết là ba mẹ Lâm Hoan đã biết quan hệ của hai người, trốn tránh mãi không phải là biện pháp giải quyết, anh không thể để Lâm Hoan gánh chịu áp lực từ ba mẹ. Anh cắn răng nói, em đợi chút, lát nữa anh sang nhà em. Dương Bách Xuyên suy nghĩ một hồi, trong lòng đã có phương án. Sớm muộn gì cũng phải đối mặt, thôi thì bây giờ đi luôn. Nhưng đầu tiên anh phải chuẩn bị một chút, quà nhất định phải có. Sau khi cân nhắc, anh vung tay lấy một khối phỉ thúy đỏ cuối cùng trong không gian bình càn khôn ra ngoài. Đến nhà họ Lâm không thể đi tay không, phải chuẩn bị quà mới được. Dương Bách Xuyên dùng tay không cắt lớp vỏ của khối phỉ thúy đỏ này, một khối phỉ thúy cao nửa mét hiện ra trước mặt. Anh giữ lại khối phỉ thúy đỏ này là để là tự tay làm đồ trang sức cho người bên cạnh mình, có điều từ đó đến giờ anh không có thời gian. Hôm nay anh sắp đến nhà Lâm Hoan, không thể không mang quà, nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy tự tay điêu khắc là tốt nhất, bày tỏ tấm lòng. Anh xuống tầng tìm Độc Cô Hối, nhờ đệ tử đi mua dụng cụ điêu khắc giúp mình. Trong lúc chờ đợi, Dương Bách Xuyên nghĩ xem khắc gì cho đẹp. Anh nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có tượng Phật Quan M hoặc là vòng tay, nhẫn. Mấy thứ này đều là kiểu dáng bình thường, không có gì mới mẻ. Dương Bách Xuyên đảo mắt, đã nghĩ ra một cách, đó là hỏi sư phụ Vân Thiên Tà. Tu chân giới mênh mông vô tận, sư phụ hiểu nhiều biết rộng, không biết đồ trang sức ở tu chân giới thế nào, chắc là trên trái đất không có nhỉ. Sư phụ có đó không? Bây giờ Dương Bách Xuyên rất cẩn thận dè dặt khi tìm sư phụ. Anh biết sư phụ là trạng thái tàn hồn,
bất kể sư phụ nói chuyện với anh hay giúp anh giải quyết kẻ địch đều tiêu hao sức mạnh thần hồn. Nếu quá nghiêm trọng sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu. Hơn nữa, sư phụ cũng cảnh cáo anh bớt chọc vào kẻ địch mạnh, chăm chỉ tu luyện. Mỗi lần giúp anh sư phụ đều bị thương, tốt nhất là Dương Bách Xuyên đừng làm phiền ông. Cho nên Dương Bách Xuyên không đoán được sư phụ có ra hay không. Ông lão này rất có cá tính, có ra hay không phải xem tâm trạng. Sau khi gọi xong, Dương Bách Xuyên chờ đợi. Qua 4-5 giây không thấy động tĩnh gì, Dương Bách Xuyên không cam lòng lại gọi tiếp, lão già chết tiệt ra đây cho con hỏi chuyện có được không? Anh gọi sư phụ là lão già chết tiệt giết thành quen. Dương Bách Xuyên cũng biết chiêu này hữu hiệu nhất. Quả nhiên giọng nói mất kiên nhẫn của sư phụ Vân Thiên Tà vang lên, thằng nhóc thúi lại có chuyện gì thế? Tự trọng lên sư phụ ơi! Con gọi sư phụ thì người không đáp, gọi lão già chết tiệt thì xuất hiện liền. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm trong lòng. Lẩm bẩm xong anh lại hỏi, lão già ơi, con muốn hỏi tu chân giới có các loại trang sức không? Nực cười, sao lại không có? Trái đất của các con chỉ là một tinh cầu, một tiểu thế giới trong tu chân giới bao la mà thôi. Cả tu chân giới có hàng nghìn hàng vạn thế giới lớn nhỏ nhiều không kể xiết, cùng với các nền văn minh vô cùng phồn thịnh. Làm gì có chuyện không có đồ trang sức? Thằng nhóc con hỏi chuyện này làm gì? Vân Thiên Tà nói xong liền hỏi. Tất nhiên là Dương Bách Xuyên không dám nói thật, anh sợ mình nói thật thì sư phụ sẽ mắng mình ngu dốt, bèn nói dối con thuận miệng hỏi thôi. Lão già à, người có thể nói cho con biết trang sức ở tu chân giới có kiểu dáng gì, mẫu mã ra sao không? Con muốn biết trang sức ở tu chân giới và trái đất có gì khác nhau? Có phải thằng nhóc con muốn tự tay khắc đồ để dỗ gái không? Nói trúng phóc, Dương Bách Xuyên trả lời theo bản năng, sao người biết? Nói xong anh mới biết mình lỡ lời, vội vàng chữa cháy, không phải không phải. Thật bất ngờ, Vân Thiên Tà chẳng những không mắng anh ngu dốt, mà còn nói, được rồi, chẳng phải con muốn nghiên cứu điêu khắc sao, đây là chuyện tốt. Thật ra điêu khắc cũng là một kiểu tu hành để mài dũa tâm cảnh nóng này, vi sư còn định truyền thụ cho con nữa kìa. Con không nói thì vi sư cũng quên bén luôn. Lần trước con sinh tâm ma, cần phải điêu khắc để mài dũa tâm cảnh, chuyện này rất có lợi. Hồi ở tu chân giới, vi sư từng bái phỏng tông sư điêu khắc của tu chân giới nhằm mài dũa tâm cảnh, sưu tập đủ loại bản vẽ điêu khắc trên khắp 3.000 đại thế giới, từ vật nhỏ như đồ trang sức đến vật lớn như núi non, tất tần tật cái gì cũng có. Ta sẽ truyền dạy cho con một bộ tâm pháp khác cùng với điêu khắc tâm kinh, tuy không phải công pháp tu luyện, nhưng đó là tác phẩm vi sư sáng tạo ra khi đến bái phỏng tông sư điêu khắc ở tu chân giới. Đó là vô thượng tâm kinh pháp mài dũa tâm cảnh, thật ra nó có tác dụng hỗ trợ cho việc tu luyện tâm cảnh. Khi nào con điêu khắc thành công là có thể điêu khắc linh vật có thể hóa hình. Ví dụ như dùng một khúc gỗ có linh tính linh trí điêu khắc một con linh tước, đến lúc nó có thể sống dậy. Đương nhiên không phải nó thật sự sống dậy, mà là một dạng con rối. Tóm lại, điêu khắc cũng là một trong các đại đạo. Sự vật trên thế gian cuối cùng đều là khác đường cùng đích, trăm sông đổ về một biển. Nghiên cứu đạo điêu khắc hỗ trợ rất lớn cho cảnh giới tu luyện, rèn giũa tính tình nóng nảy, loại bỏ tâm ma. Sau khi sư phụ Vân Thiên Tà nói xong, trong đầu Dương Bách Xuyên bỗng vang lên một tiếng ầm, tiếp đó xuất hiện chữ viết và ký hiệu chằng chịt, cùng với từng bản vẽ điêu khắc trông rất sống động. Dương Bách Xuyên tiêu hóa hơn nửa tiếng mới mở mắt ra. Vẻ mặt tràn đầy vui mừng. Anh lẩm bẩm, đệt, đây đúng là đại pháp làm màu cần thiết cho việc tán gái mà, không nên gọi là điêu khắc tâm kinh. Theo lời sư phụ nói thì điêu khắc tâm kinh ghi lại chi tiết các tri thức kỹ năng liên quan đến điêu khắc, ngoài ra còn có vô số bản vẽ trang sức để tham khảo. Dương Bách Xuyên đọc hết phần chữ và xem khoảng 500 bức tranh trong điêu khắc tâm kinh rồi dừng. Có quá nhiều, anh xem không xuể, sau này xem từ từ là được. Hơn 500 bức tranh đều là bản vẽ các loại trang sức. Dương Bách Xuyên cảm thấy lấy bừa một hình mang ra ngoài cũng có thể nhận được giải thưởng lớn quốc tế trong giới thiết kế trang sức. Anh nhìn các loại hình vẽ điêu khắc cho cả nam cả nữ, như vậy cũng đủ rồi. Chọn đại một tấm rồi tiến hành điêu khắc cũng cho ra vật báu quý hiếm. Dương Bách Xuyên không xem thêm nữa, chuẩn bị điêu khắc theo tấm đầu tiên. Tấm đầu tiên anh chọn là hình một chiếc lá cây. Hơi giống lá phong trên trái đất, nhưng điều quan trọng là hoa văn trên lá cây cực kỳ đẹp.
Còn có một chỗ đáng quý là phương pháp điêu khắc theo điêu khắc tâm kinh có thể khắc kinh văn trận pháp lên vật phẩm, đến lúc đó thành phẩm điêu khắc không chỉ là món đồ trang sức đẹp đẽ, mà còn là một tấm bùa hộ mệnh, có thể hấp thu khí dơ trong cơ thể, bồi dưỡng sức khỏe, ngoài ra còn có tác dụng phòng ngự. Trong mắt người tu chân, tác dụng phòng ngự là cản sát chiêu mạnh của cao thủ. Nhưng Dương Bách Xuyên lại hiểu thành người bình thường mang theo bên người có thể đề phòng chuyện ngoài ý muốn như là tai nạn xe cộ. Đương nhiên mức độ phòng ngự phụ thuộc vào tay nghề và tu vi của người khác cao hay thấp. Trên mỗi món đồ trang sức điêu khắc đều có thể giấu các loại trận pháp phòng ngự. Quả nhiên không hổ là sản phẩm của người tu chân, một món đồ trang sức mà cũng có tác dụng phòng ngự, hơn nữa có thể mài giũa tâm cảnh của người điêu khắc, ngoài ra còn có thể tặng người khác hoặc bán đi kiếm tiền. Đúng là một công ba lợi, Dương Bách Xuyên cảm thán một mình. Đúng lúc này, Độc Cô Hối gõ cửa bên ngoài, sư phụ ơi con về rồi. Vào đi, Dương Bách Xuyên thuận miệng đáp. Độc Cô Hối cầm một hộp gỗ đỏ đi tới trước mặt Dương Bách Xuyên, sư phụ, hôm nay khéo ghê á, con mua được bộ dao khắc thủ công này ở một cửa hàng điêu khắc lâu đời, chủ quán nói là tổ tiên truyền lại. Tổ tiên nhà họ là đại sư điêu khắc thời Minh, truyền lại đến bây giờ thành đồ cổ rồi đấy. Nếu không phải là trong gia tộc không có ai biết nghề điêu khắc thì họ sẽ không bán đâu. Con cố gắng lắm mới mua được cho người đó, tốn 20 vạn lận. Độc Cô Hối nói với vẻ mặt mong đợi. Phải chăng mình có thể khiến sư phụ khen một câu, sau đó nhân lúc sư phụ vui vẻ mà nài nỉ sư phụ hủy lệnh bế quan 4 tháng. Ai dè anh ấy nói xong, chẳng những không được sư phụ khen, trái lại còn bị ăn tát. Bốp! Đồ phá của, giao thủ công gì mà đắt những 20 vạn. Một con dao tốt giá răm 300 đã là cao rồi, vậy mà cậu tốn 20 vạn. Bị người ta chặt chém mà không biết, sao tôi lại có đứa đồ đệ ngu ngốc như cậu chứ? Bây giờ chúng ta có tiền, nhưng không vung tiền ra ngoài cửa sổ như vậy đâu. Thừa tiền thì cậu quyên góp cho trẻ em vùng núi đến trường ấy. Dương Bách Xuyên giận dữ trợn mắt, thật ra vừa rồi bị sư phụ mắng, bây giờ anh đã tìm được trạng thái cân bằng từ đại đồ đệ. Độc Cô Hối muốn hộc máu luôn, anh ấy tốn bao công sức mới mua được bộ dao khắc thủ công này, nào ngờ nịnh nọt không thành còn bị mắng. Nếu biết trước sẽ thế này thì anh ấy đã chẳng nói ra giá tiền. Độc Cô Hối nhăn nhó nói, sư phụ, người ta bán cả một bộ cơ mà, tổng cộng 40 con dao khắc cả thảy, hơn nữa còn được chế tác thủ công hoàn toàn, thật sự là phải đắt một chút. Bốp, cậu còn cãi à, cho dù là 40 con dao chế tác thủ công đi chăng nữa cũng không đáng 20 vạn. Sau này cậu khôn ra một chút có được không? Độc Cô Hối lại bị tên họ Dương nào đó tát một phát. Thưa sư phụ, con biết lỗi rồi. Độc Cô Hối mất mặt quá chừng. Vội vàng nhận lỗi. Không nhận không được, sẽ bị đòn tiếp đó. Sau này mua đồ phải động não trước biết chưa? Trong lúc nói chuyện, Dương Bách Xuyên cảm thấy thật sảng khoái. Đánh mắng đồ đệ, tâm trạng rất tốt, anh còn nói trong lòng. Lão già cùng lắm chỉ có thể mắng mình, nhưng mình không chỉ mắng đồ đệ cho đã nghiền, mà còn có thể đánh đồ đệ nữa, sướng hơn lão già nhiều. Anh vừa nghĩ xong, trong đầu vang lên một giọng nói tràn đầy tức giận. Thằng nhóc thúi, con muốn ăn đòn đúng không? Được thôi, mặc dù sư phụ là tàn hồn nhưng vẫn có thể thỏa mãn nguyện vọng muốn ăn đòn của con. Dương Bách Xuyên lập tức kinh hãi, mặt nhăn mày nhó. Anh quên mất là sư phụ Vân Thiên Tà có thể nghe được tiếng lòng của mình. Sai lầm, đúng là sai lầm nghiêm trọng. Anh vội vàng cười xòa, không phải đâu sư phụ, con nói vậy thôi chứ nào dám quấy rầy người. Chẳng phải con đang dạy dỗ đồ tôn của người sao? Người cũng thấy thằng nhóc này vung tay quá chán, con phải nói chuyện với nó đàng hoàng. Hi hi, không phải con chọc giận người đâu. Dương Bách Xuyên bị nghiệp quật, vừa mới mắng đồ đệ Độc Cô Hối, đảo mắt đã bị Vân Thiên Tà nghe thấy mắng cho một trận. Anh không dám lẩm bẩm trong lòng nữa, cũng không dám mắng Độc Cô Hối nữa, rất sợ bị sư phụ Vân Thiên Tà nghe được. Lúc này, Dương Bách Xuyên nghe thấy sư phụ lạnh lùng hừ mũi trong đầu mình, thằng nhóc con mới ngu ngốc. Đồ tôn Độc Cô Hối kiếm cho con đồ tốt đó. Mở to mắt ra mà nhìn, dao điêu khắc bên trong không phải chất liệu ở thế giới này đâu. Nghe sư phụ Vân Thiên Tà nói vậy, Dương Bách Xuyên lập tức nghĩ đến hai chữ, vẫn thạch. Tất nhiên vẫn thạch không phải loại sắt có trên trái đất, mà là thứ từ thế giới bên ngoài rơi xuống, còn có tên khác là huyền thiết. Anh lập tức mở ra xem, bộ dao sắc bén sáng bóng, thoạt trông đúng là đồ tốt.
Đừng nói là 20 vạn, dù 200 vạn cũng đáng giá. Xem ra mình trách oan đại đồ đệ rồi. Tên họ Dương nào đó thầm nói trong lòng, nhưng ngoài miệng sẽ không thừa nhận mình sai. Đâu thể mất mặt trước đồ đệ đúng không? Lúc này, Độc Cô Hối thấy Dương Bách Xuyên bỗng lộ vẻ vui mừng, bèn dè dặt hỏi, sư phụ, giao khắc thủ công này cũng ổn đúng không? Đồ dởm, gì mà cũng ổn chứ, rõ ràng là rất tệ. Cút cút cút, mau cút khỏi tầm mắt phi sư đi, nhìn thấy cậu là tôi lại tức giận. Tên họ Dương nào đó rối lòng mắng đồ đệ. Vâng vâng vâng, sư phụ đừng giận, con cút ngay đây. Độc Cô Hối như được đại xá, chuồn ra khỏi phòng. Sư phụ Vân Thiên Tà cười lạnh, thằng nhóc thúi, con còn nói lời trái lương tâm, rõ ràng là đồ tốt mà lại mắng đồ tôn, không sợ bị sét đánh sao. Khinh bỉ con, tạm biệt. Chậc, lão già chết tiệt, con cũng là sư phụ mà, dù sao cũng phải giữ thể diện đúng không? Anh phản bác trong lòng, anh rất khó chịu vì bị sư phụ Vân Thiên Tà khinh bỉ, nhưng đối phương không trả lời. Dương Bách Xuyên cầm một con dao khắc trong tay, có cảm giác vô cùng lạnh lẽo. Anh thử thúc dục chân khí lên dao khắc phát ra tiếng ong ong nhưng không biến dạng. Dương Bách Xuyên mừng rỡ, nếu là dao khắc bình thường thì anh sợ không chịu nổi chân khí của anh. Hiện tại đã chứng minh Độc Cô Hối tốn 20 vạn mua cho anh một bộ dao khắc huyền thiết. Để sau bồi thường cho thằng nhóc này vậy, tên họ Dương nào đó lẩm bẩm một câu, cảm thấy có lỗi với đại đồ đệ. Anh cầm dao khắc ướm lên phỉ thúy, đồng thời vận chuyển chân khí lên dao khắc, sau đó đột nhiên vạch một đường lên khối phỉ thúy cao nửa mét. Ánh sáng lóe lên, một mảnh phỉ thúy dài 4 tấc dày 1 tấc rơi ra khỏi khối hoàn chỉnh. Dương Bách Xuyên dùng tay đỡ lấy, bắt đầu điêu khắc. Anh muốn điêu khắc một mặt dây chuyền, kích thước to thì không đẹp, dùng 4 tấc nguyên liệu đoán chừng điêu khắc xong sẽ còn 3 tấc, kích thước này là vừa đẹp. Đương nhiên anh dùng bản vẽ thứ nhất giống hình lá phong trong đầu. Thật ra nó có tên là trường thanh đằng, có hình dạng lá cây trường thanh ở tu chân giới, sản phẩm điêu khắc ra cũng gọi là vòng cổ trường thanh đằng. Đây chỉ tên trong tài liệu điêu khắc mà sư phụ truyền cho anh điêu khắc xong cũng có thể đổi tên. Nhưng Dương Bách Xuyên cảm thấy cái tên này rất hay, không cần đổi lại, rất hợp để tặng mẹ Lâm Hoan. Lúc bắt đầu điêu khắc hình dạng, Dương Bách Xuyên hạ dao rất thuận lợi. Nhờ có linh thức mạnh mẽ, anh có thể khống chế độ mạnh yếu của mỗi nhát dao. Hơn nữa bản vẽ đều là sư phụ dùng thần hồn cường đại truyền vào đầu anh, chẳng khác gì mọc ra trong đầu anh, hình ảnh vô cùng rõ ràng. Có nền tảng mạnh mẽ như vậy để tham khảo, anh có thể điêu khắc ra một tác phẩm giống y như đúc. Mỗi nhát dao điêu khắc đều dùng linh thức khống chế lực, quá trình rất thuận lợi nhưng cũng rất hao tổn tinh thần. Khoảng 10 phút anh đã điêu khắc xong phần cơ bản. Một chiếc lá trường thanh đẹp đẽ sống động xuất hiện. Tuy nhiên, đến đây cũng chỉ mới hoàn thành sơ sơ thôi. Tiếp theo còn phải khắc hoa văn trên lá, đây mới là khâu quan trọng nhất, cũng là khâu hao tổn tinh thần và chân khí nhất. Dương Bách Xuyên cho rằng điêu khắc hoa văn không chỉ yêu cầu tính thẩm mỹ, mà còn phải dùng chân khí khắc trận pháp lên, đó mới là tác phẩm hoàn chỉnh. Nếu không, nó chỉ là một chiếc vòng cổ trông đẹp đẽ mà thôi. Không khắc trận pháp phòng ngự thì không có tác dụng phòng thân. Dương Bách Xuyên đã tự tay điêu khắc thì tất nhiên phải thật xuất sắc. Khắc trận pháp mới có thể phòng thân, anh cho rằng đây mới là món quà tốt nhất dành tặng mẹ Lâm Hoan. Kế tiếp, lúc khắc đường vân trận pháp, Dương Bách Xuyên còn chưa dùng sức, mới hạ nhát dao đầu tiên đã nghe thấy tiếng rắc vang lên, vòng cổ vỡ làm đôi. Thất bại. Sau đó anh đưa ra kết luận, rót chân khí quá nhiều. Phỉ thúy không chịu nổi vỡ luôn. Anh không nản lòng, tiếp tục lấy một mảnh từ khối phỉ thúy ban đầu rồi điêu khắc lần nữa. Có kinh nghiệm từ lần đầu tiên, đến mảnh thứ hai anh cẩn thận hơn rất nhiều. Anh khắc một lèo đến lúc sắp thành công thì dùng lực mạnh quá, phỉ thúy không vỡ nhưng trên bề mặt có một vết xước. Dương Bách Xuyên thuộc cung xử nữ, anh xem nó là sản phẩm thất bại. Sau đó, anh lại điêu khắc mảnh phỉ thúy thứ ba. Lần này, đến thời khắc sau cùng anh tập trung toàn bộ tinh thần rót chân khí và sức mạnh linh thức vào một dao cuối cùng rồi hạ dao. Mảnh phỉ thúy đỏ rực trong suốt lập tức phát ra quầng sáng lấp lánh, lóe lên rồi biến mất ngay. Dương Bách Xuyên lau mồ hôi trên trán, nhoẻn miệng cười, cuối cùng cũng thành công. Mẹ nó chứ, chẳng dễ chút nào. Điêu khắc ba cái thì hỏng hai cái, một cái thành công,
mỗi cái đều phải rót chân khí và sức mạnh linh thức, cộng thêm tập trung tinh thần cao độ, cực kỳ tốn sức. May mà thành công. Mảnh phỉ thúy 4 tấc sau khi thành phẩm biến thành 3 tấc, trông sống động như thật. Bởi vì có đường vân trận pháp trên bề mặt nên bên trong có chân khí và sức mạnh linh thức, cả chiếc vòng phỉ thúy trông rất lộng lẫy và đẹp mắt. Tên là vòng cổ trường thanh đằng. Bây giờ chỉ cần xỏ một sợi dây và đóng hộp là thành một món quà hoàn mỹ, cửa hàng trang sức có thể giải quyết vấn đề này. Sau đó, Dương Bách Xuyên bắt đầu chọn bản vẽ cho Ba Lâm Hoan. Ba Lâm Hoan là quan chức, chọn quà phải sang trọng. Cuối cùng Dương Bách Xuyên chọn một bản vẽ có tên trúc cửu tiết phỉ thúy trong mấy trăm tấm bản vẽ mình đã tiếp thu. Đó là một loại trúc ở tu chân giới, bởi vì nó mọc tổng cộng 9 đốt, bề ngoài lấp lánh nhìn như trong suốt, cho nên có tên trúc cửu tiết phỉ thúy. Nguyên liệu Dương Bách Xuyên dùng cũng là phỉ thúy, vừa hay thích hợp. Hơn nữa ở Trung Quốc 9 là số may mắn, trúc cửu tiết ngụ ý thăng tiến. Trúc cửu tiết phỉ thúy là một cây gậy ngọc, hợp với Ba Lâm Hoan, tên là gậy cửu trúc phỉ thúy. Nhân tiện anh cũng chọn cho Lâm Hoan một cái. Dù sao anh cũng muốn tặng quà cho cô ấy, vừa hay hôm nay đến nhà cô ấy thì tặng luôn. Anh chọn cho Lâm Hoan một chuỗi vòng cổ từ hạt hình khối 6 mặt đều, mỗi hạt to bằng hạt đậu tương, trong bản vẽ có 36 hạt, trong đó có một hạt to bằng viên bi là hạt lớn nhất. Trong phần giới thiệu, chuỗi vòng cổ này được chế tạo tương tự như pháp khí của Phật môn nào đó ở tu chân giới, có tên Thiên Cương Châu, không chỉ đẹp mà còn thực dụng, hơn nữa trận pháp phòng ngự là một bộ trận pháp thiên cương. Dương Bách Xuyên không biết mình có thể làm được hay không, bởi vì rất tiêu hao chân khí, nhưng dù sao cũng phải thử mới được. Đã có kinh nghiệm từ vòng cổ trường thanh đằng, anh điêu khắc cửu trúc phỉ thúy bản rất thuận lợi, một lần đã thành công. Tiếp theo, lúc điêu khắc Thiên Cương Châu, Dương Bách Xuyên bỏ vào miệng hai viên đan bồi nguyên để đề phòng trường hợp thiếu chân khí dẫn đến thất bại. Mỗi hạt Thiên Cương Châu đều phải mài thành khối 6 mặt đều và khắc trận pháp lên trên. 35 hạt to bằng hạt đậu tương, một hạt to bằng viên bi, tất cả đều cần chân khí và sức mạnh linh thức. Dương Bách Xuyên hoàn thành một mạch 35 hạt nhỏ. Khi khắc hạt to nhất, quả nhiên chân khí không đủ. Dương Bách Xuyên lập tức nuốt đan bồi nguyên, cuối cùng cũng thành công. Anh thầm cảm thấy may mắn vì mình đã dự liệu trước, không thì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sau khi làm xong, Dương Bách Xuyên mỉm cười nhìn 36 viên Thiên Cương Châu. Tuy mệt nhưng rất có cảm giác thành tựu. Hơn nữa anh cảm thấy sư phụ không nói sai, tâm cảnh của anh lại tăng tiến, đây là chuyện tốt. Anh thầm nghĩ xem ra mình phải nghiên cứu thêm về điêu khắc, cái này rất có ích cho việc mình đột phá lên trúc cơ. Tâm cảnh tăng tiến chứng tỏ cảnh giới tăng lên, mà trong tu đạo, cảnh giới trong tu đạo tăng lên rất quan trọng, sau cảnh giới là tu vi chân khí, cảnh giới là đèn dẫn đường. Trong lúc Dương Bách Xuyên nghỉ ngơi lấy sức, Lâm Hoan gọi điện tới hỏi anh sao vẫn chưa đến, cô đã chờ gần một tiếng rồi. Dương Bách Xuyên cười khổ, em đợi thêm nửa tiếng nữa nhé, anh đến ngay. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà em, dù sao cũng phải chuẩn bị quà. Lâm Hoan nghe anh nói vậy, miệng nói không cần nhưng trong lòng rất vui. Cô dục Dương Bách Xuyên mau tới, nói rằng mẹ mình đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi. Dương Bách Xuyên cúp điện thoại, gói 3 món đồ lại rồi đi ra ngoài. Đầu tiên anh đến cửa hàng trang sức lớn nhất ở trung tâm thành phố để mua sợi dây thích hợp với vòng cổ trường thanh đằng và chuỗi Thiên Cương Châu, sau đó bọc lại là được. Dương Bách Xuyên tìm chủ tiệm, nói rõ mục đích của mình. Đối phương bày tỏ không thành vấn đề, cửa hàng của họ cần gì có nấy, bảo Dương Bách Xuyên lấy phỉ thúy ra cho ông ta xem để tìm sợi dây chuyền thích hợp. Sau khi Dương Bách Xuyên lấy 3 món phỉ thúy từ trong túi ra, đôi mắt của chủ tiệm trung niên lập tức co rụt lại. Ông ta nhìn Dương Bách Xuyên, nghiêm túc hỏi, xin hỏi tiên sinh, 3 món phỉ thúy này của ngài có xuất xứ từ tay vị đại sư nào? Đây là đồ tôi tự điêu khắc, Dương Bách Xuyên trả lời chủ tiệm trung niên đúng sự thật. Đối phương chăm chú nhìn Dương Bách Xuyên, trong lòng không tin, nhưng nhìn ánh mắt trong veo sáng ngời của anh không giống nói dối. Ông ta thầm nghĩ trong lòng, tên nhóc này không thành thật. Mấy món đồ điêu khắc tự nhiên như vậy không có kinh nghiệm điêu khắc mấy chục năm thì không làm ra được. Trông cậu ta khoảng 20 tuổi, sao có thể điêu khắc được tác phẩm hoàn mỹ như vậy? Chắc là trưởng bối sau lưng cậu ta điêu khắc, cậu ta không muốn nói mà thôi. Trong mắt chủ tiệm trung niên,
ba món đồ phỉ thúy của Dương Bách Xuyên là tác phẩm tự nhiên hoàn mỹ. Ông ta làm nghề này gần 20 năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy tác phẩm hoàn mỹ đến vậy, có thể so với đồ điêu khắc của bậc thầy quốc gia. Ông ta mỉm cười với Dương Bách Xuyên, lấy dây sỏ vòng được đựng trong một chiếc hộp gấm ra cho Dương Bách Xuyên chọn, xin hỏi quý danh của tiên sinh. Tôi họ Điêu. Tôi họ Dương. Dương Bách Xuyên cúi đầu chọn lựa, thuận miệng trả lời. Thì ra là Dương tiên sinh. À đúng rồi Dương tiên sinh, ngài có ý định bán ba tác phẩm này không? Cửa hàng chúng tôi sẵn lòng đưa ra một cái giá hợp lý cho Dương tiên sinh. Chủ tiệm Diêu thật sự rất thích ba tác phẩm phỉ thúy trong tay Dương Bách Xuyên, nghĩ rằng nếu mua lại từ anh thì có làm vật báu trấn tiệm. Dương Bách Xuyên nảy ra một ý, bèn hỏi, không biết chủ tiệm Diêu có thể đưa ra mức giá nào? Đương nhiên là anh sẽ không bán, nhưng vẫn muốn đánh giá tay nghề điêu khắc của mình. Chủ tiệm Diêu nghe Dương Bách Xuyên nói vậy thì mừng thầm. Dương Bách Xuyên đã hỏi giá chứng tỏ có hy vọng, ông ta nhìn ba món phỉ thúy. Trả lời, chưa nói đến bản thân phỉ thúy đỏ có giá trị không nhỏ, chỉ xét kỹ thuật điêu khắc cũng có thể so với cấp bậc đại sư. Tổng hợp đánh giá, không giấu gì Dương tiên sinh, tác phẩm hình chiếc lá này tôi có thể trả 1.000 vạn, chỉ cần Dương tiên sinh chịu bán thì giá cả có thể thương lượng lại. Nghe thấy giá cả mà đối phương đưa ra, Dương Bách Xuyên thầm cảm thán một mảnh phỉ thúy nhỏ ba tấc mà có giá những 1.000 vạn, trong lòng hơi đắc ý. Xem ra điêu khắc tâm kinh quả nhiên lợi hại. Vị chủ tiệm này coi trọng kỹ năng điêu khắc hơn cả. Giá cả tạm được, nhưng đây là quà tặng không bán. Anh đang định trả lời chủ tiệm Diêu thì một tiếng hét kinh ngạc vang lên bên cạnh. Chị ơi mau đến đây xem nè, bên này có đồ tốt, là phỉ thúy đỏ hiếm có, điêu khắc sống động như thật. Người nói chuyện là một chàng trai, giọng nói hơi ẻo lả. Dương Bách Xuyên nghe thấy quen tai, quay đầu sang nhìn lập tức vui vẻ. Thì ra là bạn học cũ. Đây chẳng phải là BD sao? Trước đây BD vì đan chú nhan trong tay anh cố ý trêu anh ta dùng nước tiểu trẻ con rửa mặt. Hễ nghĩ tới chuyện này là Dương Bách Xuyên lại buồn cười. Sau khi tốt nghiệp, hai người chưa từng liên lạc, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Dương Bách Xuyên có ấn tượng rất tốt về anh bạn BD này, bởi vì trong bữa tiệc tốt nghiệp anh và Ngụy Công Công cược rượu, BD đã đứng ra ủng hộ anh. Lúc đó có nhiều bạn học như vậy. Ngoài ba cô gái Liễu Linh Linh, Lâm Hoan và Tiền Tiểu Bối ra, trong đám con trai chỉ có BD và Dương Lâm ra mặt giúp anh. Lâu rồi không gặp BD, hôm nay bất ngờ gặp lại, Dương Bách Xuyên rất vui. Lúc này BD đang cúi đầu nhìn ba món phỉ thúy, chưa ngẩng đầu nhìn Dương Bách Xuyên. Phía sau BD có một cô gái đeo kính và khẩu trang. Mặc dù mùa đông lạnh nên cô gái mặc áo lông. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn có thể nhìn ra vóc dáng đối phương rất đẹp. Chiều cao khoảng 1m7, xem như khá cao. BD gọi cô gái này là chị. Lúc này, cô gái đeo kính nghe thấy BD gọi liền đi tới quầy thanh toán, cũng nhìn thấy ba tác phẩm phỉ thúy của Dương Bách Xuyên. Cô ấy lập tức bỏ kính ra. Một đôi mắt cuốn hút xuất hiện trong tầm mắt Dương Bách Xuyên. Đẹp vô cùng. Nhưng Dương Bách Xuyên thấy đôi mắt này rất quen. Có cảm giác đã từng quen biết, nhưng nhất thời anh không nghĩ ra. Xét về tổng thể, cô gái này khoảng 25 tuổi, đeo khẩu trang, chỉ mới tháo kính ra để lộ đôi mắt, làn da rất trắng và nhẵn mịn. Trên người có hương thơm thoang thoảng rất dễ chịu, có điều Dương Bách Xuyên không nghiên cứu về nước hoa. Lúc này, cô gái mừng rỡ nhìn ba tác phẩm phỉ thúy, rõ ràng là rất thích. Thứ cô ấy nhìn chăm chú là Trường Thanh Đằng. Lúc này BD nói với chủ tiệm, ông chủ, tôi mua hết ba cái này, gói lại đi. Nghe là biết lắm tiền, hoàn toàn không hỏi giá cả. Chủ tiệm cười gượng, thưa tiên sinh, thưa tiểu thư, ba món trang sức phỉ thúy này không phải đồ của cửa hàng chúng tôi còn muốn mua làm đồ trang sức trấn tiệm đó. Đây là đồ của vị tiên sinh này, cậu ấy đến cửa hàng chúng tôi để xỏ thêm dây chuyền và bọc quà. Nếu các vị muốn thì phải có sự đồng ý của vị tiên sinh này mới được. Lúc này BD và cô gái mặc áo lông trắng mới nhìn sang Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên thản nhiên mỉm cười nói với BD, BD chết tiệt, đã lâu không gặp. À! BD hét chói tai, sau đó duỗi tay thành hình hoa lan đặt bên khóe môi, giọng điệu ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, trời ơi, bạn học cũ Dương Bách Xuyên. BD vừa nói vừa giang tay muốn ôm Dương Bách Xuyên. Dương Bách Xuyên run lên.
vội vàng vươn tay ra, dừng lại. Hồi đi học tôi đã nói với cậu là anh đây không thích đàn ông rồi mà. Nét mặt BD cứng đờ, bàn tay tạo hình hoa lan chỉ vào Dương Bách Xuyên, hờn dỗi bảo, ghét ghê á, người ta cũng không thích đàn ông. Chẳng phải tôi coi cậu là chị em sao? BD càng nói càng ẻo lả, làm cho Dương Bách Xuyên nổi da gà đầy người, trong lòng lén lút nghĩ, tên này không qua hàn chuyển giới đấy chứ. Càng ngày càng nữ tính. Đệt, tôi là trai thẳng đấy, cậu tuyệt đối đừng coi tôi là chị em của cậu. Dương Bách Xuyên hoảng sợ nói với BD. Biểu cảm của hai người đều rất lố. Lúc này, cô gái bên cạnh bật cười khúc khích. Bấy giờ BD mới kịp phản ứng, nhìn sang chủ tiệm trung niên, ông chủ có nơi tiếp khách, cho chúng tôi ngồi xuống nghỉ ngơi trò chuyện không? Chủ tiệm Diêu đã duyệt vô số người, hơn nữa cửa hàng của bọn họ là cửa hàng uy tín lâu năm có tiếng ở cố đô, quy mô rất lớn, tất nhiên là có phòng tiếp khách. Ông ta nhìn ra hai bên không phải kẻ tầm thường, vội vàng lên tiếng, có, các vị đi theo tôi sẽ sắp xếp cho các vị. Dương Bách Xuyên đã chọn xong dây chuyền và hộp gói quà cho ba món phỉ thúy, sau đó dặn dò chủ tiệm. Bạn học cũ, chúng ta sang bên kia ngồi ôn chuyện nhé. Tôi giới thiệu chị tôi cho cậu làm quen, BD tỏ vẻ thần bí. Hôm nay Dương Bách Xuyên gặp BD cũng rất vui, lập tức gật đầu đồng ý. Sau khi ba người đi theo chủ tiệm Diêu đến phòng tiếp khách, chủ tiệm Diêu sai người bưng đến một ấm trà rồi rời đi. Lúc này, BD nhìn Dương Bách Xuyên, trịnh trọng chỉ vào cô gái kia, bạn học cũ, đây là chị Mai, hiện tại tôi là người quản lý của chị ấy. Nghe BD giới thiệu, Dương Bách Xuyên trợn tròn mắt, tâm trạng hơi kích động. Chị Mai trong lời giới thiệu của BD chính là minh tinh giới giải trí nổi tiếng ở cả ba mảng điện ảnh, truyền hình và ca hát. Gần đây cô ấy đã trở thành minh tinh cấp bậc ảnh hậu, bước vào màn ảnh lớn quốc tế. Thời sinh viên chị Mai chính là thần tượng của Dương Bách Xuyên. Anh đã xem hầu hết các bộ phim và nghe các ca khúc của cô ấy. Chị Mai là minh tinh ít xì căng đan nhất trong giới giải trí, nghe nói gia đình có thế lực. Anh không ngờ hôm nay mình lại được gặp thần tượng, mà điều thần kỳ hơn là BD trở thành người quản lý của chị Mai. Nghe BD nói lần này chị Mai đến cố đô để du lịch xả stress. Và lại một thời gian nữa cô ấy phải tham gia một sự kiện liên hoan phim quốc tế, cần một chiếc vòng cổ, cho nên ra ngoài tìm xem có món nào thích hợp hay không. Phụ kiện đặt làm theo yêu cầu đã rơi vỡ, bây giờ đặt làm thì không kịp, chỉ có thể mua sẵn. Vừa rồi nhìn thấy ba tác phẩm của Dương Bách Xuyên, cái nào chị Mai cũng thích, bao gồm cả gậy cửu trúc phỉ thúy. Cô ấy muốn mua hết cả ba, không ngờ chủ nhân của chúng lại là Dương Bách Xuyên. Sau khi BD giới thiệu xong, chị Mai tháo kính và khẩu trang ra, mỉm cười nói với Dương Bách Xuyên, cậu là bạn của Jack thì cũng là bạn của tôi, rất vui khi được quen biết cậu. Bàn tay ngọc ngà thon thả duỗi ra, giọng nói dịu dàng hấp dẫn. Nhìn gương mặt của chị Mai sau khi tháo kính và khẩu trang, Dương Bách Xuyên trở nên kích động, vội vàng chia tay, chào chị Mai, tôi là Dương Bách Xuyên. Tôi là fan hâm mộ của ngài, tôi đã xem tất cả các bộ phim của ngài. Nghe tất cả các bài hát của ngài. Dương Bách Xuyên bắt tay người ta, thầm nói trong lòng, tính ra thì chị Mai đã 37-38 tuổi rồi, nhưng nhìn như 25-26, bảo dưỡng tốt ghê, tay rất trắng mịn. Cảm ơn cậu, đừng khách sáo, cứ gọi tôi chị Mai là được, tôi không già đúng không? Đừng gọi ngài, mọi người đều là bạn bè mà. Chị Mai tươi cười nói, sau đó quay sang hỏi BD, đúng không rách? Đúng đúng đúng. Bạn học cũ à, chị Mai rất hiền hòa, BD vội vàng cất lời. Jack, Dương Bách Xuyên sửng sốt. À, tên tiếng Anh cần trong công việc ấy mà, BD cười ha hả. Lúc này, chị Mai mỉm cười nói ra một câu khiến Dương Bách Xuyên lúng túng, Dương tiên sinh có thể buông tay tôi ra được không? Chúng ta ngồi xuống nói chuyện. Bấy giờ Dương Bách Xuyên mới nhận ra mình vẫn đang nắm tay người ta. Anh đỏ mặt, vội vàng buông tay cô ấy ra. Dương Bách Xuyên cười ngượng ngùng, buông tay chị Mai ra. Hai người ngồi xuống, chị Mai lại đeo kính và khẩu trang lên, sau đó nói thẳng, Dương tiên sinh, không biết cậu có thể bán phỉ thúy cho tôi không? Dương Bách Xuyên rất có thiện cảm với vị minh tinh mình từng hâm mộ này. Lúc nãy cô ấy tháo kính và khẩu trang ra, bắt tay với mình cũng đủ chứng minh người ta tôn trọng mình, bất kể là do tu dưỡng hay là nể mặt BD.
Bây giờ đối phương đưa ra yêu cầu muốn mua phỉ thúy của mình, Dương Bách Xuyên không tiện từ chối, nhưng anh chắc chắn sẽ không bán bởi vì cả ba món phỉ thúy đều là quà anh tự tay chuẩn bị cho gia đình Lâm Hoan. Vì vậy anh nhìn chị Mai và BD, nghiêm túc nói thật với chị Mai, ba món phỉ thúy này là do tôi tự tay điêu khắc cho gia đình một người bạn, không thể bán được. Nhưng nếu chị không cần gấp thì tôi có thể điêu khắc cho chị một món. Tôi vẫn còn loại phỉ thúy đỏ này, khắc một hai ngày là xong. Sau khi nghe thấy Dương Bách Xuyên nói ba món phỉ thúy là đồ anh tự tay điêu khắc, cả chị Mai lẫn BD đều vô cùng kinh ngạc. Hai người đều tinh mắt, tất nhiên có thể nhìn ra ba món phỉ thúy được điêu khắc rất tinh tế, đây cũng là nguyên nhân hai người ưng nó ngay sau khi vào cửa hàng. Với hiểu biết của BD về Dương Bách Xuyên, đối phương sẽ không nói khoác. Quả thật BD không biết Dương Bách Xuyên biết điêu khắc, nhưng cũng không thấy lạ. Trước đây Dương Bách Xuyên còn có đàn chú nhan, điều này đã chứng tỏ sự phi phàm của anh, bây giờ anh biết điêu khắc cũng chẳng có gì lạ. Điều quan trọng là Dương Bách Xuyên đồng ý điêu khắc cho chị Mai một món trang sức, vậy là đủ rồi. BD vội vàng mỉm cười lên tiếng, cảm ơn nhóc Xuyên. Anh ta nói chuyện ẻo lả khiến Dương Bách Xuyên nổi da gà. Vậy thì cảm ơn Dương tiên sinh. Nếu cậu có thể tự tay điêu khắc ba món phỉ thúy kia thì không còn gì tốt hơn. Chị Mai cũng ngỏ ý cảm ơn Dương Bách Xuyên. Chị Mai, tôi và BD là bạn cùng lớp, chị đừng gọi tôi là tiên sinh nữa, gọi nhóc Xuyên đi. Chị yên tâm, chậm nhất là ngày kia tôi sẽ điêu khắc cho chị một món, chị có thể dùng làm đồ trang sức đi tham dự liên hoan phim. Dương Bách Xuyên mỉm cười đáp. Được, vậy thì tôi không khách sáo nữa, sau này sẽ gọi cậu là nhóc Xuyên. Nhóc Xuyên à, tôi viết chi phiếu làm tiền đặt cọc cho cậu, khi nào cậu điêu khắc xong thì ra giá, tôi sẽ trả nốt có được không? Trong lúc nói chuyện, chị Mai ra hiệu cho BD viết chi phiếu làm tiền đặt cọc cho Dương Bách Xuyên. Không không không, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, hơn nữa tôi rất thích chị, là fan hâm mộ của chị. Có thể làm chút việc cho chị là niềm vinh hạnh của tôi. Dương Bách Xuyên xua tay lia lịa, anh không thiếu chút tiền này, và lại còn có tầng quan hệ với BD nữa. Ba người khách sáo với nhau một hồi, lúc này chủ tiệm Diêu mang ba món đồ đã được xỏ dây và giấy gói cho Dương Bách Xuyên xem. Sau khi kiểm tra thấy không có vấn đề gì, Dương Bách Xuyên bảo ông ta bọc lại. Lúc Dương Bách Xuyên nói không thể bán, thật ra hai người hơi thất vọng. Nhưng câu nói bổ sung phía sau lại khiến chị Mai và BD vui mừng ra mặt. Bọn họ nhìn ra Dương Bách Xuyên không nói dối, chứng tỏ đồ trang sức phỉ thúy trong tay anh đúng là do anh tự tay điêu khắc. Chủ tiệm Diêu biết Dương Bách Xuyên không định bán thì vô cùng tiếc nuối, đưa cho anh một tấm danh thiếp, Dương tiên sinh, không biết cửa hàng của chúng tôi có thể nhờ cậu điêu khắc một món trang sức không? Cậu yên tâm, giá cả không thành vấn đề, hy vọng có thể hợp tác. Ông ta vừa nói vừa đưa danh thiếp cho Dương Bách Xuyên. Kết quả là Dương Bách Xuyên nói, được chứ, ông có nguyên liệu cao cấp thì tôi sẽ điêu khắc cho cửa hàng của các ông một món. Dương Bách Xuyên đồng ý. Sau này anh muốn luyện tập kỹ thuật điêu khắc, đương nhiên cần rất nhiều phỉ thúy ngọc thạch, đây cũng là chuyện tốt. Chủ tiệm Diêu mừng rỡ, xin số điện thoại của Dương Bách Xuyên. Lúc này điện thoại có tin nhắn đến, Dương Bách Xuyên không cần nhìn cũng biết là Lâm Hoan đang thúc giục mình. Chậm trễ nửa tiếng, anh cũng nên đi rồi. Anh rất vui khi gặp lại người bạn cũ BD, ngồi với nhau một lát cũng là chuyện bình thường. Và lại đến nhà Lâm Hoan cũng chỉ ăn cơm, không phải việc gấp. Ba món quà đã được bọc xong, Dương Bách Xuyên cất điện thoại, đứng dậy trao đổi phương thức liên hệ với BD và chị Mai rồi chuẩn bị rời đi. BD, chị Mai, tôi đi trước đây. Đến lúc đó chúng ta sẽ liên lạc qua điện thoại. Được, cậu đi làm việc của mình đi. Tạm biệt. Nhà Lâm Hoan nằm ở khu tập thể chính quyền tỉnh. Khi Dương Bách Xuyên đến bị chặn ngoài cửa không cho vào, anh bèn gọi điện cho Lâm Hoan ra đón mình. Một lát sau, Lâm Hoan trưng ra vẻ mặt u oán ra ngoài cổng ký tên, đón Dương Bách Xuyên vào trong. Sau khi đỗ xe xong, lúc đi lên lầu Lâm Hoan phàn nàn, anh nói sắp tới, mẹ em đã chuẩn bị một bàn cơm, đợi suốt nửa tiếng, bây giờ lạnh ngắt rồi. Thích, anh xin lỗi. Không thể trách anh được, lần đầu tiên đến nhà em, anh phải chuẩn bị quà chứ. Đây là quà anh tự làm, cho nên chậm trễ thời gian. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa cho Lâm Hoan xem chiếc túi trong tay. Lâm Hoan nghe vậy, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, hừ mũi đi lên lầu. Về đến nhà,
cô ấy hô ngoài cửa, ba mẹ ơi, anh Xuyên đến rồi. Bởi vì lần trước Dương Bách Xuyên đã cứu Lâm Hoan, lại thêm ba Lâm Hoan đi tỉnh khác, Dương Bách Xuyên đã phái Đường Long và Cổ Tư Lạc đi theo bảo vệ, cho nên ba mẹ Lâm Hoan rất cảm kích anh. Nhưng khi biết con gái đang hẹn hò với Dương Bách Xuyên, thái độ của hai người lập tức thay đổi. Hai người đều là người từng trải, lần trước đến biệt thự của Dương Bách Xuyên thấy rất nhiều cô gái ở đó, mặc dù anh nói họ là bệnh nhân, nhưng người tinh mắt đều nhìn ra đó không phải là bệnh nhân bình thường. Dương Bách Xuyên lăng nhăng như vậy, bọn họ rất lo lắng cho cô con gái Lâm Hoan. Bọn họ bảo Lâm Hoan mời Dương Bách Xuyên đến nhà chính là vì chuyện này. Nhưng hôm nay Dương Bách Xuyên nói là sẽ đến, vậy mà để hai người già đợi một lúc. Bọn họ rất khó chịu, thái độ bất giác thay đổi. Cậu là con rể, sao có thể để chúng tôi mời cậu? Mời được cậu rồi, sao còn bắt chúng tôi đợi lâu như vậy? Ba của Lâm Hoan là đàn ông, không chú ý tới những chi tiết này cho lắm. Ông ta nói với Dương Bách Xuyên, Tiểu Dương đến rồi à, mau vào ăn cơm. Mẹ Lâm Hoan không dễ đối phó. Bà ta nhìn Dương Bách Xuyên, lạnh lùng hừ mũi. Cả một bàn cơm bà ta nấu đã lạnh ngắt rồi. Dương Bách Xuyên thấy mẹ Lâm Hoan mặt nặng mày nhẹ, đương nhiên cũng biết là mình tới muộn khiến người lớn không vui. Anh cười làm lành, cháu chào cô chú. Lâm Hoan nhìn sắc mặt mẹ mình, lập tức không vui, mẹ à, anh Xuyên tự tay chuẩn bị quà cho mẹ nên mới đến muộn đấy. Cô sợ Dương Bách Xuyên lúng túng, thế là giận dỗi mẹ mình. Ở nhà Lâm Hoan là cô con gái rượu được yêu thương. Lâm Hoan, Dương Bách Xuyên chừng Lâm Hoan. Mẹ của Lâm Hoan nghe con gái nói vậy, cuối cùng cũng thấy dễ chịu hơn. Bà ta nói với Dương Bách Xuyên, đến là được rồi, mang quà cáp làm gì? Cậu ngồi uống trà trước đi, tôi đi hâm nóng đồ ăn. Vâng thưa cô, thật ra Dương Bách Xuyên rất chột dạ. Lúc này Lâm Hoan biết mình phải diễn vai gì, bèn hỏi Dương Bách Xuyên, mau cho em xem anh tự tay chuẩn bị cho mẹ em món quà gì. Dương Bách Xuyên ngồi trên sofa, lấy quà ra. Đầu tiên anh lấy ra vòng cổ trường thanh đằng cho mẹ Lâm Hoan. Lúc này mẹ Lâm Hoan vẫn chưa đi vào phòng bếp, anh nói với bà ta, thưa cô, đây là quà tặng cô ạ. Lâm Hoan cười hì hì, lập tức mở quà. Ngay sau đó, màu đỏ nhạt xuất hiện, đó là bởi vì bên trong vòng cổ có phong ấn chân khí. Kết hợp với kỹ thuật điêu khắc của Dương Bách Xuyên, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Wow, đẹp quá, Lâm Hoan thốt lên đầy kinh ngạc, đi đến đeo vòng cho mẹ mình. Dương Bách Xuyên lại lấy ra gậy cửu trúc phỉ thúy cho ba Lâm Hoan, thưa chú, đây là quà tặng chú ạ. À. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa đưa quà cho đối phương. Ba Lâm Hoan nhìn thấy gậy cửu trúc phỉ thúy Dương Bách Xuyên đưa tới, hai mắt lập tức co rụt lại. Ông ta là cán bộ cấp cao của tỉnh, có đồ tốt nào chưa từng thấy chứ? Vừa liếc mắt ông ta đã nhìn ra món quà Dương Bách Xuyên mang tới không tầm thường, kỹ thuật điêu khắc thật sự hiếm thấy, có thể nói là bậc thầy quốc gia. Ông ta hít sâu một hơi rồi nói, Tiểu Dương à, những món quà này quá quý giá, chúng tôi không thể nhận, càng không thể mắc sai lầm. Dương Bách Xuyên hiểu ý của ba Lâm Hoan, ông ta là quan chức, tất nhiên không thể nhận món quà đắt đỏ như vậy. Mẹ Lâm Hoan đã đeo vòng cổ trường thanh đằng, trên mặt treo nụ cười tươi rói. Nghe chồng mình nói vậy, mặc dù rất không nỡ nhưng bà ta vẫn tháo vòng cổ ra cho vào hộp, đặt lên bàn trà. Trong nhà họ Lâm, ba Lâm Hoan nhất ngôn cửu đỉnh, nói không được nhận là không được nhận. Đây là một phiền phức. Dương Bách Xuyên mỉm cười, thưa cô chú, cháu biết là mọi người sẽ nghĩ như vậy, cho nên đây không phải đồ mua ở trung tâm thương mại, mà là đồ cháu vừa mới điêu khắc ở nhà, phỉ thúy cũng là cháu đi Nam Quốc đổ thạch mang về. Mỗi đường giao điêu khắc trên ba món quà này đều là tự tay cháu thực hiện, vì vậy mọi người cứ yên tâm, không tốn một đồng nào. Vả lại với quan hệ giữa cháu và Lâm Hoan, cháu là vãn bối tặng quà cho trưởng bối, không phải nhờ chú giúp đỡ nên không tính là hối lộ, ha ha. Dương Bách Xuyên nói xong, ba Lâm Hoan nheo mắt nghiêm túc nhìn anh, cười tủm tỉm hỏi, cậu và bé Hoan nhà tôi có quan hệ gì? Câu hỏi bất ngờ khiến bầu không khí Dương Bách Xuyên vừa dựng lên tan thành hư không, anh lập tức ngây ra như phỗng. Lâm Chấn Hải nói xong, đôi mắt sắc như lưỡi dao nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Ông ấy là quan lớn cấp tỉnh, nhân vật cấp cao của cố đô, mỗi một câu cửa miệng đều là chân thật, mang theo một loại khí chàng, đây cũng là một loại tu hành. Đồ tể ở trong lò giết mổ quanh năm,
dần dần trên người sẽ xuất hiện một loại khí chàng không giống người thường cũng có thể cảm giác được. Giống bậc quan lớn như Lâm Chấn Hải, khí chàng trên người rất cường đại, đặc biệt tâm ông ấy rất chính, chính khí tồn tại lâu dài, loại khí thế này càng thêm mãnh liệt. Cho Dương Bách Xuyên một ít áp lực, tất nhiên nếu muốn hóa giải khí thế trên người ba của Lâm Hoan, anh chỉ cần dùng chân khí thì có thể hóa giải. Nhưng xuất phát từ tôn trọng, Dương Bách Xuyên không hóa giải, dù sao anh có thể thừa nhận, không ảnh hưởng chút gì, chỉ cảm thấy có chút không quen. Hoặc nói cách khác anh không quen câu hỏi vừa rồi ba của Lâm Hoan, Lâm Chấn Hải hỏi, có quan hệ gì với Lâm Hoan? Rõ ràng đang ép anh tỏ thái độ. Điều này còn không rõ ràng, còn hỏi quan hệ gì? Ở trong lòng Lâm Chấn Hải, ông ấy chỉ muốn nhìn xem nhân phẩm của Dương Bách Xuyên, xem anh có thể nói dối hay không. Đều là đàn ông ấy cũng là người từng trải qua tuổi trẻ, làm sao có thể không đoán được những người phụ nữ trong biệt thự của Dương Bách Xuyên có quan hệ gì với cậu ta. Nếu Dương Bách Xuyên thẳng thắn thành khẩn, Lâm Chấn Hải sẽ rất thưởng thức anh. Ông ấy biết Dương Bách Xuyên không phải người thường, cặp đôi lần trước được phái đi bảo vệ ông ấy chính là cao thủ, mặc dù không phải võ cổ giả, nhưng không có nghĩa Lâm Chấn Hải không hiểu biết võ cổ giả. Dương Bách Xuyên là võ cổ giả, bên người có nhiều đàn bà là chuyện rất bình thường, ông ấy không quan tâm những điều đó, ông ấy chỉ để ý Dương Bách Xuyên sẽ xử lý quan hệ với con gái mình như thế nào. Lúc này mẹ của Lâm Hoan, Hà Mai nhìn thoáng qua chồng mình, cầm lấy tay của Lâm Hoan, nói, Hoan Nhi, đi, đi làm nóng thức ăn với mẹ. Bà biết lúc này không thích hợp để ở lại, để hai người đàn ông nói chuyện thì tốt hơn. Lâm Hoan đang định giải vây giúp Dương Bách Xuyên, nhưng lại bị mẹ kéo vào trong phòng bếp. Trong phòng khách chỉ còn lại Dương Bách Xuyên và Lâm Chấn Hải. Ánh mắt của Lâm Chấn Hải vẫn nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên, chờ anh trả lời. Lúc này Dương Bách Xuyên nhếch miệng, cười nhẹ, đánh vỡ không khí có chút nặng nề, sau đó không chút khiếp đảm nói, chú Lâm, cháu và Hoan Nhi là quan hệ bạn bè nam nữ. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Lâm Chấn Hải lạnh lùng, lạnh giọng nói, hừ, quan hệ bạn bè nam nữ, tốt lắm. Dương Bách Xuyên, cậu dùng miệng nói ra lời này không nóng miệng sao? Trong lòng Dương Bách Xuyên đã đoán được Lâm Chấn Hải biết được một ít chuyện của anh, ví dụ như về phụ nữ. Nhưng vậy thì sao chứ? Đường đường là truyền nhân của Chí Tôn Tán Tiên, không lẽ không đảm đương được chút việc nhỏ này? Anh là người tu chân, là thần tiên trong mắt người thường như Lâm Chấn Hải, có gì không thể? Bảo anh từ bỏ những người phụ nữ bên cạnh chỉ cưới một mình Lâm Hoan, Dương Bách Xuyên không làm được. Bảo anh và Lâm Hoan tách ra, cũng không làm được. Trừ khi một ngày nào đó Lâm Hoan nói không thích anh, có lẽ anh sẽ buông tay. Nếu không không ai có thể cản trở anh. Từ lần trước bởi vì chuyện của U Dương Ngọc Thanh mà nảy sinh tâm ma, sau khi hiểu rõ tâm ý của mình, Dương Bách Xuyên quyết định làm quốc vương trong chuyện tình cảm, quốc vương bá đạo, ở bất cứ phương diện nào anh cũng như thế. Nhìn Lâm Chấn Hải, ra vẻ không hiểu, Bách Xuyên không hiểu ý của chú Lâm. Tốt lắm, không hiểu đúng không? Thật sự cho rằng tôi không biết gì cả. Cậu đã định ra hôn ước với tiểu thư Triệu Nam nhà họ Triệu ở Yến Kinh, lại mờ ám không rõ với một cảnh sát hình sự tên Ninh Kha ở Cố Đô, ái muội với giáo viên đại học U Dương Ngọc Thanh của cậu. Nghe nói còn có một độc cô vô tình của nhà độc cô Ba Thục, cùng có quan hệ với cậu còn có một người quá chồng tên Viên Kim Phượng ở quê quán của cậu, còn thêm Lâm Hoan nhà tôi, hừ hừ. Cậu định giải thích những chuyện này như thế nào? Tôi phải nói cậu chân dẫm sáu thuyền, hay nói cậu là kẻ lừa đảo tình cảm. Nếu ở trong vòng thể chế, tôi đã bắt cậu từ lâu rồi. Quả thực cậu đã cứu mạng của Lâm Hoan, một nhà chúng tôi nên cảm ơn cậu, cậu giúp tôi càng phải nhớ kỹ ân tình, nhưng tôi chỉ có một đứa con gái duy nhất là Hoan Nhi. Nói đến đây, Lâm Chấn Hải hít một hơi thật sâu, nói thôi, hy vọng cậu có thể thông cảm cho nỗi khổ tâm bậc làm ba mẹ. Từ này về sau cắt đứt hoàn toàn với Hoan Nhi nhà tôi đi. Dương Bách Xuyên có thể hiểu được tâm tình của Lâm Chấn Hải, từ góc nhìn của người thường mà nói, hôm nay Lâm Chấn Hải không tát cho anh một cái đã rất khách khí rồi. Cũng đồng cảm với Lâm Chấn Hải, rốt cuộc ông ấy là người trong thể chế nhà nước, hiểu pháp luật thủ pháp luật, quan niệm chế độ một vợ một chồng là điều mà mỗi người địa cầu đều biết. Nhưng dưới cái nhìn của Dương Bách Xuyên, đó là nhằm vào người thường. Anh đã được định sẵn sẽ rời khỏi địa cầu.
thân phận người tu chân và thân phận đời tu chân thứ hai của anh có thể làm anh nhảy ra khuôn sáo đó, thậm chí có thể nói là nhảy ra khỏi vòng quy tắc và vòng sinh hoạt của người thường. Hơn nữa, đối với mấy người phụ nữ của mình, anh đều nghiêm túc đối đãi chứ không mang theo tâm tính đùa bỡn. Mặc dù có những lúc trời xui đất khiến, nhưng anh chưa từng nói vứt bỏ một ai, thậm chí còn bảo vệ bọn họ. Dương Bách Xuyên không phải không nghĩ đến ngày này, nhưng không nghĩ nó đến nhanh như vậy, nhưng hôm nay anh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ khi đến nhà Lâm Hoan. Bắt đầu từ món quà phỉ thúy tự điêu khắc, anh đều dùng tâm để làm. Đối mặt với sự phẫn nộ của Lâm Chấn Hải, Dương Bách Xuyên không tức giận, hít một hơi thật sâu, nói, xin lỗi chú Lâm, cháu sẽ không rời khỏi Lâm Hoan, trừ khi có một ngày Lâm Hoan rời khỏi cháu. Cậu, Lâm Chấn Hải giận dữ. Dương Bách Xuyên mở miệng cắt ngang lời ông ấy, chú Lâm, chú nghe cháu nói xong rồi tức giận cũng không muộn. Hừ, được, hôm nay tôi muốn nghe xem cậu có lời nói cao siêu nào. Lâm Chấn Hải lạnh lùng nói. Dương Bách Xuyên tổ chức ngôn ngữ, chậm rãi mở miệng nói, chú Lâm, chú điều tra rất rõ ràng, những người phụ nữ chú vừa nhắc đến đều có quan hệ với cháu, nhưng cháu không đùa bỡn lừa đảo tình cảm của bất cứ ai. Đối với mỗi người bọn họ, cháu đều dùng sự chân thành, bao gồm cả Lâm Hoan, cháu chưa từng nghĩ đến trò chơi tình cảm, đều nghiêm túc với mối quan hệ đó. Nói đến đây, bị Lâm Chấn Hải ngắt lời nói, mỗi một cái, tốt lắm. Tôi hỏi cậu, pháp luật Hoa Hạ cho phép cậu làm vậy hả? Hay tất cả phụ huynh của những người phụ nữ đó cho phép? Hoặc là Dương Bách Xuyên cậu có thể làm lơ pháp luật? Cậu dựa vào gì? Lâm Chấn Hải liên tiếp đặt câu hỏi, căm tức nhìn Dương Bách Xuyên. Lúc này có một con mèo đi vào phòng khách, có lẽ là thú cưng của Lâm Hoan, Dương Bách Xuyên nảy ra một ý nghĩ. Đứng dậy cầm lấy gạt tàn thuốc trên bàn trà, đột nhiên nện xuống đầu con mèo, trong lòng nói, mèo con, xin lỗi, đành phải làm mày chịu khổ một chút, tao sẽ bồi thường cho mày sau. Bịch. Mèo. Sau một tiếng kêu thảm, mèo nhỏ ngã xuống đất, đầu chảy máu, tứ chi bắt đầu co giật, nhìn qua là không sống được. Cậu muốn giết người hả? Lâm Chấn Hải đứng dậy, giơ ngón tay chỉ vào Dương Bách Xuyên. A, nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết, Lâm Hoan và mẹ chạy ra khỏi phòng bếp, liếc mắt thấy được Dương Bách Xuyên đang cầm một gạt tàn thuốc trong tay. Còn thú cưng bọn họ nuôi nhiều năm đang co giật trong vũng máu, nhìn qua không sống được. Lâm Hoan cũng không biết phải làm sao, nhìn chằm chằm Dương Bách Xuyên. Cô còn tưởng rằng ba cô và Dương Bách Xuyên đàm phán thất bại, muốn đánh nhau. Có thể là ba cô nói gì đó kích thích đến Dương Bách Xuyên, làm anh tức giận không chịu nổi phát tiết lên người một con mèo. Cậu, mẹ của Lâm Hoan, Hà Mai chỉ tay vào Dương Bách Xuyên không nói lên lời. Dương Bách Xuyên biết phải nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo, nếu không cục diện sẽ thật sự mất khống chế, Lâm Chấn Hải sẽ thực sự ra tay với anh. Vội vàng nói, chủ gì, hai người đừng kinh ngạc, cháu chỉ muốn dùng sự thật để chứng minh cháu có năng lực chăm sóc cho Lâm Hoan. Hoặc nói cách khác, tương lai cháu thật sự có thể nhảy ra khỏi vòng pháp luật, bởi vì cháu thực sự không phải người thường. Nói xong, Dương Bách Xuyên dùng ý niệm triệu hồi một giọt nước sinh mệnh, nhỏ xuống đầu mèo con. Nước sinh mệnh xuất hiện trong tay của Dương Bách Xuyên, nó tản ra ánh sáng xanh biếc. Ở trong mắt một nhà ba người của Lâm Hoan, giọt nước này xuất hiện trống rỗng ở đầu ngón tay của Dương Bách Xuyên. Cảnh tượng này kịp thời ngăn chặn gió bão tức giận của Lâm Chấn Hải và Hà Mai, bao gồm cả Lâm Hoan cũng cảm thấy thần kỳ. Chuyện nước sinh mệnh và không gian hồ càn khôn, Dương Bách Xuyên chưa từng nói chuyện này cho bất cứ ai, đây là lần đầu tiên Lâm Hoan nhìn thấy. Ba người cảm thấy Dương Bách Xuyên như biến ra ma thuật, trong lòng đều sinh ra chút tò mò, quên mất cơn giận. Giọt nước sinh mệnh xanh biếc nhìn qua rất thần kỳ và cảnh tượng càng thần kỳ hơn đã xảy ra ngay dưới mí mắt của ba người bọn họ. Chỉ nghe thấy Dương Bách Xuyên chậm rãi nói, cải tử hoàn sinh. Một nhà ba người, ngoại trừ Lâm Hoan rõ Dương Bách Xuyên biết pháp thuật thì ba mẹ cô đều không biết, lúc này trong lòng cô đoán anh đang dùng thuật tu chân thuyết phục hai ông bà. Tuy rằng nhờ có sự giúp đỡ của Dương Bách Xuyên mà Lâm Hoan cũng bước lên con đường tu chân, thế nhưng cô chưa nói chuyện này với ba mẹ. Bởi vì Vân Môn có quy định không được kể cho bất cứ ai chuyện tu chân. Khóe mắt Dương Bách Xuyên thấy được vẻ mặt khiếp sợ của ba mẹ Lâm Hoan, trong lòng anh thầm đắc ý nhưng trên mặt vẫn giả vờ nghiêm túc.
Anh đang định dùng nước sinh mệnh hồi sinh mèo con. Tác dụng của nước sinh mệnh là chữa trị, dù vết thương nghiêm trọng thế nào, chỉ cần chưa chết đều có thể trị. Anh ra tay có chừng mực, mèo con vẫn chưa nghèo, tay chân vẫn còn co giật, chỉ còn lại một hơi cuối cùng, thế nhưng đối với nước sinh mệnh vậy là quá đủ. Một giọt nước sinh mệnh rót xuống, ngay sau đó từ cơ thể mèo con tỏa ra ánh sáng xanh lóng lánh, một âm thanh vang lên, meo. Trong ánh sáng chói lọi, mèo con ngã trong vũng máu sống lại, kêu lên một tiếng vang dội, đứng dậy nhảy phóc lên sofa, lại nhảy một cái, ung dung bước ra ngoài sân thượng. Ba người nhà Lâm Hoan trợn mắt, sắc mặt vô cùng khó tin. Dương Bách Xuyên vì, giả ngầu, còn cố ý hô khẩu hiệu sống lại từ cõi chết, chế tạo một bầu không khí thần bí, sau đó anh lén lút quan sát vẻ mặt của ba mẹ Lâm Hoan. Nhìn qua thì hiệu quả, giả ngầu, rất thành công, trên mặt hai ông bà đều hiện lên vẻ khiếp sợ. Nửa ngày sau, Lâm Trấn Hải thở dài một tiếng, nhìn chằm chằm Lâm Hoan hỏi, Hoan Nhi, con và mẹ đi hâm nóng đồ ăn đi. Ba và Bách Xuyên uống mấy chén. Ông ấy vừa dứt lời, sắc mặt Lâm Hoan mừng rỡ, nghe giọng điệu này là đã vượt qua kiểm tra rồi. Mẹ Lâm Hoan nuốt nước miếng, nhìn thoáng qua Dương Bách Xuyên và nhìn vết máu trên sàn, rồi lại liếc qua mèo con vui vẻ trên ban công, trong miệng không nhịn được thì thầm một câu A-di-đà Phật rồi vào phòng bếp. Cho tới nay Lâm Trấn Hải luôn tự cho rằng khả năng nuôi dưỡng tính tình của mình rất giỏi. Mãi đến hôm nay ông ấy cảm thấy tam quan xây dựng mấy mươi năm vỡ nát hết rồi. Ánh mắt ông ấy nhìn Dương Bách Xuyên hơi phức tạp, lại liếc qua vết máu của mèo con, biết rõ hôm nay bản thân sẽ nghe được một bí mật kinh thiên động địa từ miệng đối phương. Lúc này Dương Bách Xuyên cũng thả lỏng, nhìn ánh mắt của Lâm Trấn Hải là anh biết đã chinh phục được ông, trong lòng thầm nhủ, tuy lãng phí một giọt nước sinh mệnh nhưng đáng giá, cho mèo con một giọt nước sinh mệnh xem như đền bù lúc nãy nó phối hợp với mình. Sau này có cơ duyên nào hay không phải xem số mệnh của mèo con. Dương Bách Xuyên không biết rằng nhờ có giọt nước sinh mệnh kia của anh mà nhiều năm về sau, trên trái đất xuất hiện một yêu vương phong hoa tuyệt đại. Ngồi xuống đi, Lâm Trấn Hải kêu Dương Bách Xuyên ngồi xuống, tay hơi run rẩy kéo hộc bàn trà lấy ra một hộp thuốc lá, móc một điếu đưa cho Dương Bách Xuyên, bản thân cũng ngậm một điếu. Cảm ơn chú Lâm, thỉnh thoảng Dương Bách Xuyên cũng hút thuốc, Lâm Trấn Hải thì hiếm khi. Mỗi lần ông ấy hút đều gặp phải vấn đề nan giải. Hôm nay chuyện Dương Bách Xuyên hồi sinh mèo con suýt chút nữa đã khiến ông ấy tái phát bệnh tim, đúng là quá chấn động lòng người. Sống lại từ cõi chết, những từ ngữ này xuất phát từ chuyện thần thoại xa xưa, chỉ có trên phim điện ảnh hoặc phim truyền hình, thế mà hôm nay ông ấy được nhìn thấy tận mắt. Trước đây Lâm Trấn Hải chỉ xem Dương Bách Xuyên là võ cổ giả mà thôi, trong suy nghĩ của ông ấy. Võ cổ giả là nhóm người có thực lực vượt xa người bình thường, chỉ biết đánh đấm. Hiện tại ông ấy đã không còn nhìn Dương Bách Xuyên như một võ cổ giả nữa, có lẽ cấp bậc đối phương cao hơn người khác hoặc là thần tiên gì đó. Suy nghĩ này vừa nhảy ra, trong lòng Lâm Trấn Hải không thể bình tĩnh nổi. Nếu Dương Bách Xuyên thật sự là thần tiên, vậy đừng nói anh chỉ có 6 người phụ nữ, dù có 600 người cũng không kỳ lạ, điểm mấu chốt là anh có thể tiếp nhận. Vấn đề bây giờ là xác nhận thân phận của Dương Bách Xuyên, Lâm Trấn Hải tin tưởng anh sẽ cho ông ấy một đáp án hài lòng. Thật ra cảnh tượng Dương Bách Xuyên hồi sinh mèo con vừa nãy đã là câu trả lời chính xác nhất rồi, chẳng qua Lâm Trấn Hải vẫn rất muốn biết rốt cuộc Dương Bách Xuyên là ai. Trong lòng ông ấy còn chưa lấy lại bình tĩnh, Dương Bách Xuyên đã bắt đầu hút thuốc, khói phả ra từ miệng anh. Lúc Lâm Trấn Hải châm điếu thuốc, hai tay run rẩy từng cơn, thử mấy lần vẫn không châm được. Ngay lúc đó, bỗng nhiên ông ấy cảm thấy trước mắt sáng ngời, một ngọn lửa xuất hiện. Chú Lâm, cháu châm thuốc cho chú nhé. Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm, trên đầu ngón cái anh có một đóa hoa lửa, đúng là chân hỏa. Nhìn thấy Lâm Trấn Hải không bật lửa được, trong lòng Dương Bách Xuyên mừng rỡ, lại thêm cơ hội cho anh giả ngầu rồi, anh khẽ nhúc nhích ngón tay, thả ra chân hỏa châm thuốc cho Lâm Trấn Hải. Trong lòng Lâm Trấn Hải lại bị chấn động. Nhìn ngón tay Dương Bách Xuyên bốc lên hỏa diễm, ông ấy nuốt một ngụm nước miếng, ngậm điếu thuốc, rít mạnh một hơi. Khụ khụ. Có lẽ do hút mạnh quá cộng thêm tâm trạng không bình tĩnh mà Lâm Trấn Hải bị sặc khói, không ngừng ho khụ khụ. Dương Bách Xuyên ngồi lại ghế, cũng đốt cho mình một điếu, khác với Lâm Trấn Hải đang sặc, anh ung dung rít một hơi, trong lòng vô cùng thoải mái.
Lâm Chấn Hải ngồi đối diện lại dùng sức rít một hơi thuốc lá rồi mới ngẩng đầu nhìn Dương Bách Xuyên, rốt cuộc cháu là ai? Dương Bách Xuyên nhếch miệng cười, cuối cùng cũng không nhịn nổi rồi à. Anh còn tưởng ba vợ không hỏi nữa chứ. Lòng thì cười đến đắc ý nhưng bên ngoài Dương Bách Xuyên vẫn làm ra nghiêm túc, hãnh diện nói, chú Lâm, thật không dám giấu giếm, cháu chính là thần tiên trong mắt người bình thường, nói chính xác hơn chính là người tu chân. Nếu như muốn hoàn toàn chinh phục Lâm Chấn Hải, Dương Bách Xuyên không định gạt ông ấy, kể một ít bản lĩnh thủ đoạn của tu chân giả cho đối phương nghe, mặc kệ ông ấy có hiểu hay không. Tất nhiên anh cũng nói chuyện Lâm Hoan nhờ giúp đỡ của anh cũng đã bước lên con đường tu chân rồi, đợi một thời gian nữa cũng sẽ giống như anh, bay trên trời trốn dưới đất không phải chuyện không thể. Hơn nữa anh còn nói sau này sẽ rời khỏi trái đất đến một thế giới khác, vì vậy vấn đề ông ấy lo lắng sẽ không còn là vấn đề nữa. Trải qua một phen nửa thật nửa giả, Lâm Chấn Hải nghe đến mức đầu phình to, ông ấy không thể tin nổi nhưng sự thật bày ra trước mắt, Dương Bách Xuyên có khả năng cải tử hồi sinh, cũng có phép thần thông tạo ra lửa. Tất nhiên mấy thứ này là Dương Bách Xuyên vừa nói vừa làm cho ông ấy xem. Có thể nói, hôm nay Dương Bách Xuyên đã phá vỡ tam quan của Lâm Chấn Hải, những gì ông ấy tin tưởng bấy lâu. Hai người hàn huyên một lát, đồ ăn đã hâm nóng, cả nhà ngồi lại ăn cơm. Mọi người không nhắc đến đề tài này trên bàn cơm, Dương Bách Xuyên biết ba mẹ Lâm Hoan cần thời gian để tiêu hóa. Cơm nước xong xuôi, Dương Bách Xuyên chuẩn bị rời đi, anh quay về còn có chuyện muốn làm. Lâm Chấn Hải đứng dậy tiễn anh, lúc xoay người còn đỏ mặt lắp bắp, cái đó, Bách Xuyên này, chờ sau này chú về hưu, không biết chú có thể tu cái gì tu chân đó không? Dương Bách Xuyên thầm vui trong lòng, nghĩ, xem ra cuối cùng người ba vợ này cũng tin rồi. Xem ra chuyện tốt đã tới, cửa ải của Lâm Hoan đã thông. Đối với vấn đề này của Lâm Chấn Hải, Dương Bách Xuyên không thể cho ra một đáp án chính xác, bởi vì theo lý luận thì ai cũng có thể tu chân, thế nhưng không phải không có hạn chế, tuổi càng nhỏ càng dễ xây dựng trụ cột, bởi vì như vậy kinh mạch xương cốt mới cứng cỏi, tăng khả năng thừa nhận chân khí. Ngược càng lớn tuổi, kinh mạch đã biến chất, không có tiềm lực cải tạo, không gian tiến bộ không lớn. Hơn nữa còn phải xem thiên phú linh căn. Dựa theo phỏng đoán từ kiến thức tu chân Dương Bách Xuyên đọc được trong điển tịch, vượt qua 30 tuổi sẽ bị hạn chế, số tuổi tu chân tốt nhất là dưới 30. Như ba mẹ Lâm Hoan, cho dù anh có dùng thêm đan dược hỗ trợ tu luyện thì thành tựu cũng sẽ không quá lớn. Anh nói rõ những sự thật này cho Lâm Chấn Hải, đồng thời cũng cam kết, chú Lâm yên tâm, cháu nhất định sẽ dùng đan dược tốt nhất hỗ trợ hai cô chú tu luyện. Cho dù không thể tăng tu vi cũng có thể để hai người sống lâu trăm tuổi. Mặc dù Lâm Chấn Hải hơi thất vọng nhưng nghe câu kế tiếp của Dương Bách Xuyên xong, ông ấy vẫn rất vui mừng, chờ chúng ta về hưu sẽ đến tổng bộ vân môn của cháu dưỡng lão. Được, lúc nào cũng hoan nghênh hai người, cháu về trước đây. Dương Bách Xuyên nói. Ừ, lái xe nhớ chút ý, Hoan Nhi, tiễn Bách Xuyên thay ba nhé. Lâm Chấn Hải dặn con gái. Dương Bách Xuyên hoàn toàn yên tâm, thái độ của Lâm Chấn Hải trước sau như hai người khác nhau, anh biết rõ những thay đổi này đều do tu chân mang lại. Dạ vâng, Lâm Hoan đáp lời, đi theo Dương Bách Xuyên xuống lầu, sau lưng vang lên tiếng thở dài của Lâm Chấn Hải, con gái lớn rồi không giữ được, người xưa nói không sai mà, hai. Chỉ cần có thể thành công dẫn khí, tu tới luyện khí kỳ tầng 1, 2, 3 hoặc cao hơn cũng không phải không thể, tuy nhiên cũng chỉ như vậy thôi, muốn đột phá bình cảnh rất khó. Chẳng qua thế này cũng có lợi, ít nhất có thể kéo dài tuổi thọ, sống lâu hơn người bình thường một chút. Rời khỏi nhà họ Lâm, Dương Bách Xuyên trực tiếp lái xe về nhà, trời đã sắp sập tối rồi. Anh vốn định dẫn Lâm Hoan về biệt thự với mình, thế nhưng nghĩ lại vẫn thôi, cô ở nhà với ba mẹ thì tốt hơn. Nghĩ tới ba mẹ Lâm Hoan, Dương Bách Xuyên cũng nghĩ đến bà ngoại, mấy ngày nay đã xử lý gần như ổn thỏa mọi chuyện, anh cũng nên chuẩn bị trở về rồi. Điện thoại Liễu Linh Linh không gọi được, đây là một trong những nguyên nhân anh sốt ruột. Cho dù Lâm Hoan nói Liễu Linh Linh đến chỗ anh trai cô ấy, tâm trạng Dương Bách Xuyên vẫn không thể bình tĩnh như trước. Quả thật vẫn nên đợi anh đột phá trúc cơ rồi đến nước Pháp một chuyến. Trong khi suy nghĩ những vấn đề này, Dương Bách Xuyên đã quay lại biệt thự. Vừa vào cửa đã nghe thấy Tử Tiên lão đầu ầm ĩ đòi rượu, Độc Cô Hối và Vương Tông Nhân đang hầu rượu ông ấy. Chẳng qua bên cạnh bọn họ còn có một người nữa. Là Võ Kiếm,
Tam đồ đệ đã trở lại. Nhìn thấy Dương Bách Xuyên bước vào, Võ Kiếm vội vàng tiến lên hành lễ. Đệ tử gặp qua sư phụ, Võ Kiếm vừa nói vừa dùng lễ chào hỏi thời cổ. Dương Bách Xuyên đỡ anh ta, sau này đừng có hễ một tí lại quỳ xuống, dưới đầu gối đàn ông là hoàng kim, ít quỳ thôi, muốn tôn sư trọng đạo cũng không cần phải làm thế, chỉ cần trong lòng có ý là tốt rồi. Dạ, đệ tử hiểu rõ. Võ Kiếm nói chuyện không cười cũng không tức giận, chỉ có một dáng vẻ lạnh lùng, từ ngày đầu tiên gặp mặt đã là như vậy rồi, ngoại trừ điên cuồng chỉ có lạnh như băng. Dương Bách Xuyên nghĩ cái này có liên quan đến những chuyện anh ta từng trải qua, dù sao cũng là trẻ mồ côi, được Nico nuôi dưỡng từ nhỏ, không ba không mẹ, tính tình kỳ quặc cũng bình thường. Trong ba đồ đệ, đại đồ đệ Độc Cô Hối tính tình kiêu ngạo, đồng thời cũng là cái máy hát, tên này đầu óc linh hoạt, phản ứng lại nhanh, làm gì cũng thích nghĩ ngợi nhưng được cái thiên phú cực kỳ cao. Nhị đồ đệ Vương Tông Nhân tuy ít nói nhưng không bí ẩn đến mức làm người khác bực mình như Võ Kiếm. Thật ra Vương Tông Nhân là người ngoài mềm trong cứng, tính cách ngay thẳng, thành thật không gian xảo, bình thường lúc ở chung với Độc Cô Hối, mỗi khi đối phương trêu chọc cậu ta đều có thể nhịn xuống. Tuy nhiên nếu chọc Vương Tông Nhân điên tiết lên thì hậu quả rất nghiêm trọng, loại người thành thật như cậu ta mỗi khi liều mạng đều tỏa ra khí thế đến quỷ thần cũng e sợ, vì thế có đôi khi Độc Cô Hối cũng không dám chọc giận cậu ta thật, dù sao trên danh nghĩa anh ấy vẫn là đại sư huynh của Vương Tông Nhân, hiện giờ lại thêm một Võ Kiếm. Về phần tam đồ đệ Võ Kiếm, mặc dù Dương Bách Xuyên chỉ mới tiếp xúc nhưng anh có thể nhìn ra, nhờ truyền thừa đao ma mà thiên phú của Võ Kiếm không hề thua kém Độc Cô Hối. Hai người, một kiếm một đao, một chính một tà hệt như số mệnh sắp xếp. Ba đồ đệ, ba loại tính cách khác nhau, đặt chung một chỗ rất có ý tứ, có ưu và khuyết riêng biệt. Trên người Võ Kiếm đầy tà khí, Dương Bách Xuyên đã phát hiện ra điểm này ở đại hội võ cổ rồi. Lúc đó anh nghĩ về sau tìm cách lại bỏ lệ khí trên người Võ Kiếm rồi mới để anh ta tu chân luyện đao, chắc chắn sẽ đem lại lợi ích to lớn cho con đường tu luyện của đối phương. Đối với công pháp tu chân của Võ Kiếm, Dương Bách Xuyên đã tìm được một bộ đao pháp từ trong truyền thừa của mình. Theo như sư phụ anh nói, đây là đao pháp của một vị ma vương, uy lực vô biên, tất nhiên muốn luyện đao pháp này thì phải tu kinh vân thiên, nhằm cân bằng ma tính trong đao pháp. Tuy nhiên, ưu tiên hàng đầu phải là loại trừ lệ khí trên người Võ Kiếm, về phần xóa thế nào thì Dương Bách Xuyên nghĩ tới điều khắc tâm kinh ngay, không gì có thể luyện tâm cảnh tốt hơn nó. Tử tiên lão đầu vừa thấy Dương Bách Xuyên trở về thì trương ra khuôn mặt bực tức, phun ra ba chữ, mang rượu tới đây. Dương Bách Xuyên cạn lời, một ngày một chai rượu khỉ, cộng thêm mấy bình rượu tốt bình thường, thế mà vẫn thấy chưa đủ. Chẳng qua anh không thể kích thích lão già này được. Còn phải cười nói, đại trưởng lão, chờ một chút, con đi lấy rượu khỉ cho người. Mau lên một chút, lão phu thèm sắp chết rồi. Tử tiên lão đầu không kiên nhẫn xua tay. Khóe miệng Dương Bách Xuyên co giật, kêu Độc Cô Hối và Võ Kiếm, hai người các cậu theo tôi lên lầu. Đi tới căn phòng của mình ở tầng 3, sau khi Dương Bách Xuyên đẩy cửa vào thì vung tay lấy ra một lọ rượu khỉ, tất nhiên không để hai đồ đệ nhìn thấy anh lấy bằng cách nào. Trong phòng vẫn còn một khối phỉ thúy lớn màu đỏ như máu và thanh đao điêu khắc, Dương Bách Xuyên nhìn hai đồ đệ của mình, nói, hai người các cậu đều có thiên phú nhưng trên người đều có thói quen xấu khi tu luyện. A Hối, cậu tu luyện quá sốc nổi, như vậy không tốt cho tu vi sau này, trên người Võ Kiếm chứa lệ khí cũng giống vậy, cần phải tiêu trừ chúng mới có thể tu luyện tốt được, nếu không sẽ có nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Về phần Vương Tông Nhân, tuy thiên phú cậu ta không bằng hai người nhưng tâm cảnh kiên định. Một lòng tu luyện, nói không chừng tương lai còn muốn đi xa hơn hai người, cậu ta cũng không cần phải luyện tâm cảnh. Hôm nay tôi sẽ truyền cho hai người điêu khắc tâm kinh, là cách tốt nhất để loại bỏ tính tình nóng nảy và lệ khí, lát nữa tôi sẽ viết ra đưa cho hai cậu, phải chăm chỉ nghiên cứu đấy. Còn đây là rượu khỉ, đi đưa cho đại trưởng lão đi, nói ông ta còn một lọ cuối cùng này thôi, bảo ông ta uống tiết kiệm một chút. Nói xong. Dương Bách Xuyên đưa rượu khỉ cho Độc Cô Hối. Sau khi Độc Cô Hối nhận lấy bình rượu, vẻ mặt anh ấy đắng chát, sư phụ kêu anh ấy làm việc tinh tế như điêu khắc có khác gì thêu hoa chứ, đối với Độc Cô Hối tính cách hiếu động mà nói không khác gì tra tấn. Anh ấy đau khổ nói, sư phụ, người còn có cách khác không, con cũng biết một chút về điêu khắc, chính là thêu hoa trên đá, một người đàn ông như con cũng. Hừ,
Lời còn chưa dứt đã nghe thấy sư phụ mình hừ một tiếng, ngó sắc mặt của đối phương, Độc Cô Hối co rụt cổ, không dám nói nữa, vội vàng ôm bình rượu chạy ra khỏi phòng. Đưa rượu xong thì về đây ngay lập tức, dám chạy trốn hả, tôi cắt chân cậu luôn đấy. Dương Bách Xuyên hét lên theo bóng lưng của Độc Cô Hối, cái thằng nhóc này, nếu không cảnh cáo một phen, nhất định sẽ tìm cớ chuồn ra ngoài. Quả thật Độc Cô Hối đi ra ngoài cửa đã nghĩ cách lát nữa bỏ chạy thế nào, nghe thấy lời đe dọa của sư phụ, suýt chút nữa đã ngã dập đầu, ậm ừ đáp lời, con sẽ quay lại ngay. Đợi sau khi Độc Cô Hối rời khỏi, Dương Bách Xuyên tìm giấy bút bắt đầu viết điều khắc tâm kinh xuống, đi kèm còn có lời giải thích và tâm đắc chi chít của anh, ước chừng mấy ngàn chữ, muốn viết hết phải mất một khoảng thời gian khá dài. Dương Bách Xuyên chuẩn bị viết những điểm cơ bản trước, sau đó hợp lại thành một bộ đồ án để hai người điêu khắc lên tay, chờ sau khi Vân Môn rời về lại dành thời gian hoàn thành toàn bộ điêu khắc tâm kinh. Trong lòng anh khẽ than, đáng tiếc không có ngọc giản, nếu có, mấy nội dung này đã có thể dùng tinh thần lực ghi trực tiếp vào ngọc giản rồi, không cần phải viết tay phiền phức như bây giờ. 2. Vẫn nên trúc cơ nhanh mới được, có thể dùng linh thức truyền thẳng vào đầu bọn họ, hiện tại ở luyện khí kỳ không tiện lắm, xảy tay một cái có thể tổn thương thần hồn của đồ đệ. Đến lúc đó biến thành người thực vật thì muốn khóc cũng không kịp. Dương Bách Xuyên vừa nghĩ ngợi vừa đặt bút viết, đồng thời miệng còn căn dặn võ kiếm, lệ khí của cậu quá nặng, tạm thời tôi không thể truyền thụ công pháp môn pháp cho cậu, trước tiên cậu cứ luyện tập điêu khắc, đợi loại trừ được lệ khí thì sư phụ sẽ truyền thụ công pháp tu luyện cho cậu, cái này không giống với những công pháp võ cổ giả tu luyện, cậu biết chứ? Đệ tử nghe sư phụ sắp xếp, về chuyện sư môn, hôm đó con có nghe Lục Hộ Pháp nói qua một chút. Võ Kiếm cung kính trả lời, Lục Hộ Pháp trong miệng anh ta chính là hai chị em Lục Tuyết Hy. Dương Bách Xuyên rất hài lòng với thái độ của Võ Kiếm, chỉ có điều giọng điệu anh ta quá lạnh lẽo, không cười không bực, có hơi không quen. Có gì không hiểu cứ hỏi sư huynh Độc Cô Hối, cũng có thể hỏi những người khác, trước tiên cậu phải hiểu Vân Môn chúng ta tu chân khác với võ cổ giả, thắc mắc điểm nào cứ tới hỏi sư phụ, còn có căn cơ võ đạo. Cộng thêm công pháp tu chân, tin rằng sẽ nhanh chóng đuổi kịp sư huynh thôi. Thật ra trong lòng Dương Bách Xuyên rất quan tâm đến Võ Kiếm, anh biết anh ta là trẻ mồ côi, giống như anh chưa từng gặp ba mẹ nên phá lệ chú ý nhiều hơn. Đệ tử đã biết, cảm ơn sư phụ. Võ Kiếm gật đầu, trong mắt lướt qua tia ấm áp, anh ta có thể cảm nhận được sự quan tâm của Dương Bách Xuyên, nói không cảm động là giả, chỉ là anh ta không giỏi bày tỏ ra bên ngoài mà thôi. Sau này đừng khách sáo, sư phụ không nhiều quy tắc đến vậy, chỉ cần cậu chăm chí tu luyện, kính yêu sư huynh đệ đồng môn là được, cần gì cứ nói với sư phụ. Dạ, cảm ơn sư phụ, Võ Kiếm vẫn trả lời ngắn gọn như cũ. Dương Bách Xuyên nhìn ra Võ Kiếm không giỏi bày tỏ bằng ngôn từ nhưng thấy ánh mắt đối phương trong suốt thì rất hài lòng, điều này nói rõ anh ta nghe lọt tai, phân biệt trắng đen, rất tốt. Lúc này, Độc Cô Hối cũng quay lại. Lề mề bước vào, muốn nói lại thôi. Dương Bách Xuyên hừ một tiếng, muốn nói gì thì nói, có dám thì mau thả, thằng nhóc cậu đừng mơ dở trò khôn vặt trước mặt vi sư, hừ hừ. Đối với Độc Cô Hối, Dương Bách Xuyên áp dụng cách dạy dỗ khác, anh biết rõ tên này không bị đánh ba ngày là nhảy lên nóc nhà lật ngói, phải dạy bảo từng giây từng phút, nếu không một ngày nào đó sẽ gặp rắc rối. Với tính cách của Độc Cô Hối, một khi gặp phiền phức thì người chịu thiệt chắc chắn là anh ấy. Vậy nên phải quản giáo đối phương từ sớm. Hơn nữa Dương Bách Xuyên còn tìm được cảm giác chửi mắng của sư phụ Vân Thiên Tà từ trên người Độc Cô Hối, loại dạy bảo đồ đệ để tìm cảm giác cân bằng này rất thoải mái. Càng quan trọng hơn, Dương Bách Xuyên phát hiện, tính Độc Cô Hối có rất nhiều chỗ khá giống anh, ngược lại trong lòng anh rất thích đại đồ đệ này. Dương Bách Xuyên mắng chửi Độc Cô Hối không phải vì tức giận, tính tình Vương Tông Nhân và Võ Kiếm lại trái ngược với tên này, anh mắng cũng không sảng khoái như vậy. Bàn về tính cách, thật ra anh thích đại đồ đệ hơn một chút, còn đối với tam đồ đệ Võ Kiếm thì đồng tình về thân thế nhiều hơn. Về phần nhị đồ đệ Vương Tông Nhân, trong mắt Dương Bách Xuyên là một người chín chắn điềm tĩnh, sau này Vân Môn có chuyện lớn gì cứ đưa cậu ta ra là đáng tin nhất. Bị Dương Bách Xuyên mắng chửi không hề khách sáo, Độc Cô Hối cười hì hì nói, sư phụ, đại trưởng lão kêu con đi hầu hạ ông ta, nếu không người kêu nhị sư đệ đến học điêu khắc. Dương Bách Xuyên ngẩng đầu, cười híp mắt, nhìn chằm chằm Độc Cô Hối, đại trưởng lão nói. Hay là cậu nói lại tôi nghe thử.
Độc Cô Hối nhìn nụ cười của Dương Bách Xuyên, không biết tại sao lại cảm thấy lạnh buốt cả người, không nhịn được dùng mình một cái, nuốt nước miếng lắp bắp thưa, vâng, dạ, dạ, đại trưởng, nói tới đây, anh ấy thấy trong mắt sư phụ lóe lên tia sáng, ngay lập tức đổi giọng nói thật. Tuy nhiên, giờ mới đổi đã chậm rồi, anh ấy vừa nói là con, thì bỗng nhiên a một tiếng, chỉ cảm thấy một trận hoa mắt ù tai, cả người bay ra ngoài đập vào tường, hét lên một tiếng thảm thiết. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy bóng dáng Dương Bách Xuyên vừa ngồi xuống ghế thì biết rõ sư phụ vừa ra tay. Đã nói về sau thằng nhóc cậu không được giở trò khôn vặt trước mặt sư phụ, cậu có nghe thấy không đấy? Còn dám lấy đại trưởng lão ra đè đầu sư phụ, có phải thằng nhóc cậu quên mất, đại trưởng lão Vân Môn Tử Tiên lão đầu là vi sư lừa, khụ khụ, là vi sư nhặt được không hả? Tôi chỉ hỏi cậu một câu, về sau có dám ngang ngược nữa không? Nếu chưa đủ nghiền, vi sư có thể truyền thụ cho cậu một ít đồ chơi, ví dụ như phân cân, thác cốt. Cậu chăm học như vậy, dùng chân khí là có thể làm được, thế nào, có muốn học không? Dương Bách Xuyên cười tủm tỉm hỏi. Phân cân hay còn gọi là chảo cân là các kỹ thuật, các thế chộp cơ thể làm rách cơ hoặc dây chằng của đối phương, đôi khi cũng làm bung điểm nối dây chằng và xương. Thác cốt là những kỹ thuật làm cho xương bị xê dịch, di dịch khỏi vị trí tự nhiên trên cơ thể đối phương. Chúng được áp dụng khi đánh lên các khớp xương và xương, đây là hai kỹ thuật trong cầm nã thủ. Độc Cô Hối che ngực nhe răng, vẻ mặt hoảng sợ nói, cái đó, sư phụ, con không dám nữa, sẽ chăm chỉ học điêu khắc, không muốn học phân cân thác cốt đâu. Hừ. Dương Bách Xuyên lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu ghi chép. Lúc này, Độc Cô Hối quay sang nhìn võ kiếm, nhỏ giọng nói, tam sư đệ, chuyện tôi bị sư phụ đánh, đừng kể với nhị sư đệ nhé. Không có hứng thú, võ kiếm tích chữ như vàng. Độc Cô Hối thầm nhủ, không nói tốt nhất, dám nói ra, đừng trách đại sư huynh này cho cậu một bài học. Đến thời điểm này mà anh ấy vẫn không quên khoe khoang thân phận đại sư huynh của mình, dù sao cũng rất có cảm giác ưu việt. Lúc Độc Cô Hối vừa đi lên đã lừa Vương Tông Nhân đến học điêu khắc, kết quả Vương Tông Nhân nói nếu anh ấy dám nói thế với sư phụ, người nhất định sẽ đánh anh, kết quả bị đánh thật. Vì vậy Độc Cô Hối sợ Vương Tông Nhân biết được sẽ chê cười anh ấy, trịnh trọng uy hiếp tam sư đệ võ kiếm không được nói ra ngoài, bằng không mặt mũi của anh ấy biết giấu vào chỗ nào. Dương Bách Xuyên cúi đầu ghi chép, nghe sót không lọt một chữ những lời đe dọa võ kiếm của Độc Cô Hối, trong lòng không nhịn được bật cười, thầm mắng, thằng nhóc thối, lạc đà chết còn ra vẻ ngông nghênh, cái tật xấu sĩ diện này cũng nặng quá nhỉ. Lại nghe thấy võ kiếm đốp lại một câu, anh muốn đánh cũng đánh không lại tôi. Độc Cô Hối suýt nữa đã bị võ kiếm làm nghẹn chết, lần trước thua võ kiếm ở đại hội võ cổ bị anh ấy xem như một sự sỉ nhục, hiện tại một câu này của đối phương chẳng khác gì sát muối lên vết thương của mình cả, nghiến răng tức giận nói, trên đài so đấu tại đại hội võ cổ là đại sư huynh tôi nhường cho thằng nhóc cậu có biết không? Không phục thì giờ tí đêm nay, đi Lê Sơn đọ sức lần nữa, có dám không? Có thể, võ kiếm lạnh lùng phun ra hai chữ, trong mắt tràn đầy chiến ý, ngạo khí của anh ta không hề yếu hơn Độc Cô Hối chút nào, sao có thể sợ đối phương được, hai người một chính một tà, là kỳ phùng địch thủ. Một lời đã định, lần này nhất định tôi sẽ đánh cậu bay khỏi cổng lớn. Độc Cô Hối hung dữ nói, thật ra lần trước anh ấy quá kiêu ngạo nên khinh địch, đã bị sư phụ dạy dỗ rất lâu, trong lòng cũng nhận ra tật xấu của mình, hơn nữa quay về còn đột phá. Bây giờ đánh với võ kiếm để tìm cảm giác, xác lập quyền uy của đại sư huynh. Dương Bách Xuyên nghe hai đồ đệ đấu võ mồm, trong lòng không nhịn được lắc đầu, anh rất vui mừng khi bọn họ đòi so tài, thi đấu lẫn nhau tăng sức cạnh tranh sẽ khiến cả hai chăm chỉ tu luyện, anh có nghe thấy cũng sẽ giả vờ như không nghe thấy, sẽ không đi quản lý chuyện đó. Mấy phút sau, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng viết xong những điểm cơ bản trong điêu khắc tâm kinh. Hơn nữa còn vẽ cả bản vẽ mẫu để hai người tham khảo. Đây là kiến thức điêu khắc cơ bản, cầm lấy mà xem, đọc thuộc lòng rồi thì bắt đầu điêu khắc. Sư phụ cho các cậu mỗi người 3 khối vật liệu thô, yêu cầu thành công ít nhất 1 khối, giờ này ngày mai nghiệm thu kết quả. Dương Bách Xuyên vừa nói vừa lấy xuống 6 khối phỉ thúy nhỏ chừng 3 inch, đưa cho mỗi người 3 khối để điêu khắc. Bản vẽ rất đơn giản, chỉ là một phiến lá cây, đương nhiên đây là đồ trang sức đơn giản. Phía trên không có trận pháp, trước mắt hai người kia còn chưa khắc được. Bản thân điêu khắc tâm kinh có kèm theo trận pháp phòng ngự trên đồ án, chẳng qua Dương Bách Xuyên không viết ra,
bởi vì muốn khắc trận pháp cần có cơ bản, cái này chỉ có thể chờ sau khi Vân Môn di rời mới truyền thụ cho bọn họ được, sau này mới có thể điêu khắc ra tác phẩm hoàn chỉnh. Tạm thời chỉ điêu khắc hình dạng thôi. Độc Cô Hối và Võ Kiếm mỗi người chọn một bản vẽ, mang theo Phỉ Thúy rời khỏi phòng Dương Bách Xuyên. Đối với việc dạy bảo đồ đệ, Dương Bách Xuyên hoàn toàn không có kinh nghiệm, anh đều để bọn họ tự do hành động sau khi xác định phương hướng phát triển, gặp phải vấn đề gì thì tới hỏi anh. Đợi hai đồ đệ đều rời đi, Dương Bách Xuyên cầm dao điêu khắc lên, chuẩn bị khắc Phỉ Thúy cho chị Mai, nếu anh đã hứa với chị Mai và BD sau này sẽ tặng cho bọn họ một cái thì anh sẽ làm. Thật ra hiện tại không có việc gì, điêu khắc cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tất nhiên nguyên nhân chủ yếu bởi vì mật thất đã bị Lục Tuyết Hy và đạo trưởng Phương chiếm mất, anh muốn xuống đó bế quan tu luyện cũng không được nên mới chọn điêu khắc. Từ một điểm này, suy nghĩ gì rời Vân Môn trong đầu Dương Bách Xuyên càng thêm kiên định, nơi này quá nhỏ, anh đã đặc biệt dặn dò Trần Bảy Roi sửa chữa mật thất tu luyện bên phía nhà cũ rồi. Hình vẽ chọn cho chị Mai là một đóa mẫu đơn. Kích cỡ chừng 4 inch, đủ tăng thể diện cho đối phương, tất nhiên phía trên cũng có trận pháp phòng ngự, Dương Bách Xuyên khắc hỏng một lần bởi vì hoa văn quá phức tạp, trong lúc sơ sẩy hư mất. Dù sao còn thời gian cả đêm, anh cũng không sốt ruột, chậm rãi điêu khắc, bỏ ra 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hoàn thành, về sau gọi nó là vòng cổ mẫu đơn. Thấy vẫn còn sớm, Dương Bách Xuyên dứt khoát điêu khắc cho những người khác luôn. Đã tặng quà cho Lâm Hoan. Không thể không tặng cho người khác, Triệu Nam, Ninh Kha, Viên Kim Phượng, U Dương Ngọc Thanh, Độc Cô Vô Tình đều có, sau đó còn cho bà ngoại, em gái Dương San San, Lục Tuyết Hy, thậm chí là hai chị em Ngô Mặc Thu, ai cũng có phần, dù sao khối phỉ thúy cũng lớn như vậy, đủ dùng. Dương Bách Xuyên dựa theo tính cách mỗi người, bỏ ra một phen công phu, bắt đầu điêu khắc phỉ thúy làm quà tặng cho bọn họ. Thời gian một buổi tối trôi qua. Dương Bách Xuyên không chỉ thành công điêu khắc cho mỗi người một món mà anh còn khắc đống phỉ thúy dư lại thành tác phẩm luôn. Trên mỗi món đều có trận pháp phòng ngự, có thể nói hiện tại tác phẩm điêu khắc của anh đã vượt xa giá trị của phỉ thúy, chả cần nói đâu xa, trận pháp phòng ngự không phải là thứ có tiền là mua được. Dương Bách Xuyên chỉ khắc trận pháp bản thân hiểu rõ nhất, thậm chí đến cuối vì không đủ chân khí mà anh nuốt hết đan dược trên người mới có thể hoàn thành tất cả sản phẩm. Lúc này. Sắc trời bên ngoài đã sáng tỏ. Anh đứng lên hoạt động gân cốt, nhìn một đống sản phẩm điêu khắc, khóe miệng khẽ nhếch lên, vô cùng có cảm giác thành tựu. Một buổi điêu khắc ma luyện tâm cảnh cũng mang lại thu hoạch không nhỏ cho anh, cảnh giới tiến lên một bước dài, mơ hồ cảm nhận được cánh cửa trúc cơ kỳ, đồng thời có hiểu biết sâu hơn về đạo điêu khắc và trận pháp. Mỗi một kiện trang sức phỉ thúy đều nhìn rất sống động, Dương Bách Xuyên tin mấy người phụ nữ sẽ rất thích. Anh vung tay thu hết vào túi, định xuống lầu ăn sáng, Khưu Vân đã chuẩn bị xong hết rồi. Đúng lúc này, chuông điện thoại bỗng vang lên. Dương Bách Xuyên cầm lên xem, là Ngô Nam ở Thần Long Đàm gọi tới. Quay về từ Thần Long Đàm cũng được 5-6 ngày, anh từng gọi điện cho Ngô Nam một lần nhưng không ai bắt máy, không ngờ hôm nay ông ấy lại chủ động gọi cho anh. Trong suy nghĩ của Dương Bách Xuyên, hẳn các đại gia tộc Côn Luân và Thanh Thành đã gom đủ linh dược đưa đến Thần Long Đàm. Lúc trước khi mấy thế lực lớn giao tiền đặt cọc cho anh luyện đan bồi nguyên đã nhờ Thần Long Đàm bảo đảm, bọn họ gom đủ linh dược sẽ đưa tới Thần Long Đàm, rồi Thần Long Đàm sẽ thông báo cho Dương Bách Xuyên lấy linh dược về luyện đan. Dương Bách Xuyên nhận cuộc gọi, cười hỏi, Đàm chủ Ngô, các đại gia tộc đã gom đủ linh dược rồi à? Tiên sinh dự đoán như thần. Quả thật các đại gia tộc Côn Luân và Thanh Thành đã đưa linh dược đến Thần Long Đàm, tôi sai người mang đến Cố Đô cho tiên sinh nhé. Ngô Nam chậm rãi nói. Dương Bách Xuyên nghe thấy tâm trạng ông ấy hơi sa sút, không nhịn được hỏi, Đàm chủ Ngô, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.